Mặc dù không biết lúc này Bắc Hàn Tiên Cung phái bao nhiêu người tới nhưng coi như dốc hết chiến lực, Bắc Hàn Tiên Cung cũng không lợi hại hơn so với mọi người tại đây, nếu muốn đem Bắc Hàn Tiên Cung đuổi ra ngoài, chưa chắc không thể làm được. Mấy người là Thanh Hải, Phong Thiên đồ ý niệm cuồn cuộn trong lòng, nhìn nhau, đang định nói gì. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, trên bề mặt cấm chế màu đen chợt nổi lên từng vòng gợn sóng, hiện lên vô số linh văn vô cùng huyền ảo, tiếp đó đồ án giống như cửu cung sen kẽ dần dần nổi lên thay thế, một vòng tiếp một vòng, càng ngày càng sáng, khiến cho toàn bộ màn sáng cũng rung động theo. Sau mấy nhịp thở, hết thảy đồ án cửu cung chợt sáng choang, trở nên chói mắt không chịu nổi, tiếp đó quang mang thu lại, đồng thời toàn bộ đồ án tiêu tán không còn, mà cấm chế màu đen cũng tiêu tán theo, lộ ra sơn động đen kịt ở phía sau. Vốn hùng hổ, chuẩn bị nhất hô bá ứng thì mọi người nhất thời ngạc nhiên, nhìn nhau ngơ ngác, bỗng chốc không biết phải làm sao. Nhưng ngay sau đó, một thanh âm từ bên trong sơn động truyền ra các vị đạo hiếu, mời vào đi. Thần sắc Hàn Lập khẽ động, ở Trúc lòng Đạo hắn đã từng gặp qua Tiêu Tấn Hàn, tuy lúc đó chỉ là ở phía xa nhưng Tiêu Tấn Hàn cho hắn ấn tượng sâu đậm, giọng nói này chính là của đối phương. Các nhân vật đầu não như Lạc Thanh Hải, Phong Thiên Đô thấy cảnh này, chân mày đều nhíu lại một cái. Bọn họ thoáng liếc nhau, cất bước đi vào phía bên trong sơn động. Ngay cả Cứ linh chỉ hơi trầm ngâm một chút, rồi cũng theo sát phía sau đám người Lạc Thanh Hải, Phong Thiên Đô đi vào bên trong động các tu sĩ chân tiên kỳ thấy thế, lập tức lặng lẽ đuổi theo, Hàn Lập tự nhiên cũng đi theo phía sau hô ngôn đạo nhân, bất động thanh sắc cất bước đi theo mọi người. Mọi người rất nhanh tiến nhập bên trong sơn động, không riêng gì cấm chế màu đen ở cửa vào, mà toàn bộ trận pháp cấm chế xung quanh quang môn màu lam cũng tiêu thất, tuy nhiên chín thạch trụ phong ấn vẫn ở đó. Quang môn màu lam đã không có cấm chế phong ấn, tản mát ra lam quang trói mắt gấp mấy lần so với trước kia, trong đó sen lẫn khí tức kỳ hàn, còn có một cỗ không gian lực cường đại. Khí tức kỳ hàn cùng không gian lực đan sen vào một chỗ, làm quang cuồn cuộn trong quang môn càng ngày càng kịch liệt, mơ hồ có dấu hiệu bộc phát. Giờ khắc này, thiên địa linh khí trên bầu trời Hồng Nguyệt đảo cuồn cuộn không ngớt, thỉnh thoảng hình thành từng vòng quang đoàn chói mắt, lập tức lại nổ tung, phát ra âm thanh như sấm rền. Đám người Bắc Hàn Tiên cùng đứng ở gần quang môn, người cầm đầu chính là Tiêu Tấn Hàn, nhìn tu sĩ các đại thế lực từ bên ngoài nối đuôi nhau vào thì nở nụ cười, giống như một vị chủ nhà niềm nở nhiệt tình, đang nghênh tiếp tân khách đường xa đến. Hàn lập ở một chỗ không ai chú ý, nhìn về phía đám người Bắc Hàn tiên cung, con người nhất thời co rụt lại. Chỉ thấy đám người Bắc Hàn tiên cung do tiêu tấn Hàn dẫn đầu có chừng 2, 30 người. Hơn nữa trong đó tồn tại kim tiên thình lình chiếm đến gần nửa. Khiến Hàn lập bất ngờ là đám người Âu Dương Khuê Sơn, gồm ba kim tiên Trúc Long Đạo cũng ở chỗ này. Còn những người khác đều có tu vi chân tiên hậu kỳ, chân tiên đỉnh phong, không ai là yếu cả. Hàn lập không khỏi nhếch nhếch miệng, thực lực Bắc Hàn tiên vượt rất mạnh hiển nhiên viễn siêu hơn bất kỳ một thế lực nào ở đây thế lực chính thức hùng cứ tiên vực này nhiều năm như vậy quả nhiên nội tình thâm hậu không thể khinh thường nhưng lúc này thương lưu cung phục lăng tông còn có thế lực khác liên thủ lại nên mạnh hơn so với bắc hàn tiên cung không ít ánh mắt hàn lập chợt dừng lại một chỗ cạnh đám người bắc hàn tiên cung mấy người mặc trang phục màu đen đứng ở nơi đó chính là mấy người hắc phong đảo lục quân lục vũ tình hàn lập dùng mình vội vàng thối lui đến về phía sau một tên đại hán trước mình dùng gã che thân hình hắn dùng mặt nạ vô thường minh biến ảo dung mạo tuy có thể giấu giếm được người khác nhưng lục vũ tình này có dị đồng trời sinh lại có thể nhận ra hắn thì ra công chủ đang cùng chư vị đạo hiếu tiên cung ở chỗ này thương nghị đại sự bọn ta tùy tiện đến thăm thực sự là quấy dày rồi tông chủ phục lăng tông tề lăng tiêu hắc hắc một tiếng không âm không dương nói ra sau khi đám người phong thiên đô cừ linh Lạc Thanh Hải đảo mắt qua phe Bắc Hàn tiên cung, ánh mắt cũng đều đồng loạt nhìn về phía tiêu tấn Hàn, cũng không nói gì. Ha ha, phong đạo hiếu, cư đạo hiếu, lạc cung chủ, các vị bằng hiếu đều tới, tiêu mỗ không từ xa tiếp đón, thực sự là rất có lỗi. Tiêu tấn Hàn cười nhạt, nói, tiêu cung chủ, trước mặt chân nhân không nói láo, những lời chúng ta vừa mới nói ở bên ngoài ngươi cũng nghe được chứ. Phong thiên đô hiển nhiên cũng không muốn rông dài cùng đối phương, giọng lạnh như băng nói sự việc tiêu mỗ đã làm cho tới bây giờ cũng không hối hận chư vị muốn phải hành sự như thế nào tùy ý làm bắc hàn tiên cung ta tận lực bồi tiếp trên mặt tiêu tấn hàn như mỉm cười từ tốn nói đám người bắc hàn tiên cung bên cạnh y đều đặt tay ở trên pháp khí chữ vật thần tình không có chút sợ hãi nào tiêu cung chủ cho rằng chúng ta không dám sao trong mắt cử linh nổi lên ngân mang băng lãnh chậm rãi hỏi chư vị liên thủ thực lực quả thực vượt lên trên bắc hàn tiên cung ta chẳng qua tốt nhất chư vị nên nghĩ cho kỹ cái được cái mất khi chiến đấu ở chỗ này. Hơn nữa chư vị cũng nhìn thấy những thạch trụ kia, chính là trận pháp độc môn của Bắc Hàn Tiên Cung chúng ta, bát hoang lưu ly trận. Chỉ cần ta tự bạo trận pháp, mặc dù uy lực không thể nào phá hỏng cửa vào nhưng cũng đủ để đem nó biến mất trong hư không. Đến lúc đó cửa vào sẽ như thế nào, chư vị tự suy đoán đi. Tiêu tấn hàn từ tốn đáp, nghe nói thế, sắc mặt cứ linh trầm xuống, nhìn về phía chín cái thạch trụ, thần tình đám người phong thiên đô cũng biến đổi. Ngươi cho rằng bằng vào một câu nói là có thể khiến để cho chúng ta buông tay sao? Những người khác chưa kịp mở miệng, tề lăng tiêu lạnh giọng quát. Nếu chư vị nếu không tin, đại khái có thể lập tức động thủ thử xem. Hai tay tiêu tấn hàn mở ra, y bình thản ung dung nói. Chứng kiến vẻ mặt tiêu tấn hàn như vậy, trong lòng đám người phong thiên đô trở nên nặng nề, hồ đồ, truyền âm trao đổi với nhau. Phong đạo hiếu, ngươi là trận pháp đại sư nhất nhì Bắc Hàn tiên vực, mấy thạch trụ này thực sự là bát hoang lưu ly trận gì đó sao lạc thanh hải truyền tin dò hỏi ta cũng không hiểu đầy đủ trận văn trên chín thạch trụ này nhưng mà căn cứ vào nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trận pháp ta nghĩ đây đúng là một trận pháp vô cùng lợi hại nếu dẫn bạo hậu quả khó mà lường được phong thiên đô nhìn kỹ chín cái thạch trụ sau một lát truyền âm lại tiêu tấn hàn thực sự là con cáo già vẫn để lại thủ đoạn như thế lẽ nào việc này cứ phải chấp nhận như vậy tề lăng tiêu có chút không cam lòng truyền âm nói. Muốn phá giải cấm chế này cần thời gian tương đối dài, nếu chờ mặt động thủ cùng bọn chúng, tuyệt đối không kịp. Bỏ qua đi, mục đích tối trọng yếu của chúng ta vẫn là tiến nhập tiên phủ, lần này không thể làm gì khác hơn là tiện nghi cho y. Bây giờ nếu y để cho chúng ta tiến vào, thì xem bọn chúng nói thế nào. Phong thiên đô thở dài, truyền âm nói, đám người là thanh hải, tề lăng tiêu, cử linh nghe vậy, trầm mặc một hồi, lần lượt gật đầu. Thủ đoạn của tiêu cung chủ, chúng ta mở rộng tầm mắt. Được, việc này liền dừng ở đây. Phong Thiên Đô nói, tề lăng tiêu hung giữ trợn mắt nhìn đám người tiêu tấn hàn vài lần, cuối cùng cũng thở dài. Mặc dù Lạc Thanh Hải không có mở miệng, hiển nhiên cũng là ý tứ này. Còn cư linh lại trực tiếp xoay người đi tới một chỗ, chỗ đó vốn một vài tu sĩ chân tiên tụ tập, thấy thế vội vã phân tán ra, để lại một khoảng đất trống lớn. Thế lực khác tuy là còn có chút không cam lòng thế nhưng hai thế lực lớn phục lăng tông, thương lưu cung đã buông tay, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngu sông lên coi mạng như rác làm cái gì, thậm chí ngay cả đám người Trần Phi cùng những dị tộc kia lúc đầu bất bình, căm giận nhất cũng chỉ lặng lẽ không nói. Kỳ thực Minh Hàn Tiên Phủ này vốn là đất rộng của nhiều, từ khi nó hiện thế đến nay nhiều năm như vậy, mỗi lần vẫn là kỳ chân dị bảo không ngừng, chư vị tới đây phần lớn là vì thế, hà tất phải tổn thương hòa khí. Tiêu Tấn Hàn thấy cảnh này, cười nhạt một cái nói, ở chỗ sâu trong nhãn thần từ từ buông lỏng. Tiêu Cung Chủ, các ngươi ở chỗ này lâu nhất, theo ý của ngươi thì khi nào tiên phủ mới hàng lâm? Phong Thiên Đô không có trả lời, chuyển chủ để hỏi. Tối đa hai ngày nữa tiên phủ tất nhiên sẽ hàng lâm, chẳng qua. Tiêu Tấn Hàn nói, chẳng qua làm sao, Phong Thiên Đô hỏi, vì để cho chư vị yên tâm, ta đã triệt tiêu cấm chế cửa vào. Ở chỗ cửa vào này, chư vị vẫn nên tạo ra một ít phong ấn cho thỏa đáng, bằng không minh hàn khí trong đó bạo phát, sẽ rất phiền phức. Tiêu Tấn Hàn chậm rãi nói, y vừa dứt lời, lam quang cuồn cuộn bên trong quang môn màu lam chợt bạo phát. Một cột quang trụ màu lam thô to bất ngờ từ trong đó phóng ra, bắn thẳng về phía chân trời. Nhiệt độ cả sơn động trong nháy mắt chợt giảm xuống không chỉ mấy lần, trở nên hàn không gì sánh được, khắp nơi băng tinh màu lam động lại, nhanh chóng phủ đầy sơn động. Mọi người tại đây biến sắc, vội vàng trên người mỗi người sáng lên quang mang hộ thể, đồng thời cực nhanh rời xa quang môn màu lam. Băng tinh bên trong sơn động cũng bị mọi người thi triển thủ đoạn chấn vỡ. Tuy nhiên, hàn khí trong quang trụ quá mức lợi hại, một vài tu sĩ chân tiên có tu vi hơi thấp bị hàn khí xâm nhập vào trong cơ thể ăn mòn, bị thương không nhẹ. Tồn tại kim tiên của đại thế lực mỗi bên cũng vội vàng thi triển bí thuật, hoặc tế xuất linh bảo để bảo vệ cho đám thủ hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong động có vẻ hơi hỗn loạn. chương 407, một điều thỉnh cầu, cột sáng màu lam phun ra rằng có ước chừng mười mấy hơi thở mới chậm rãi biến mất, lúc này quang môn màu lam mới khôi phục lại bình tĩnh. Xem tình hình này, xác thực cần phải phong ấn một chút bây giờ mỗi thế lực ở đây phái ra một người hợp lực thi pháp như vậy mọi người mới yên tâm như thế nào phong thiên đô gật đầu nhẹ đề nghị nên như thế lạc thanh hải nói phụ họa những người còn lại tự nhiên không phản đối dùng tiêu tấn hàn và phong thiên đô cầm đầu sau khi thương nghị một chút ngoại trừ cử linh mỗi phương thế lực phái ra một người đều là kim tiên do phong thiên đô phụ trách định ra cấm chế tiêu tấn hàn lược trận bên phương thế lực của hàn lập người được phái ra là Húc Dương Tử. Lúc này, sáu gã tu sĩ kim tiên cảnh trôi nổi giữa không trung, vây quanh quang môn màu lam, trong miệng tụng đọc chú ngữ. Tất cả sắc quang mang từ trên thân sáu người bộc phát ra, đan vào quấn quanh nhau dần dần hình thành quang lao giống như cầu vồng bao phủ quang môn màu lam lại. Lập tức quang môn màu lam cuồng động, tản mát ra một cỗ sóng xung kích lấy mắt thường khó thấy được, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Từng đạo sóng xung kích rơi vào trên vách quang lao chưa kịp hình thành dẫn tới một hồi cự chiến, bộc phát ra từng vầng sáng lòe loẹt lóa mắt làm cho người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng trên vách quang lao nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng phảng phất sau một khắc sẽ vỡ tan ra nhưng trong miệng mọi người bấm niệm pháp quyết nhanh hơn cuối cùng dần dần ổn định lại nhưng vì quang lao chưa thành hình vẫn có từng đợt dư ba xuyên vách tường ra tiếp tục khuếch tán ra từ phía những người trong động có tu vi hơi yếu bị cỗ dư ba này cuốn tới thân thể đứng không vững không ngừng lui về phía sau cuối cùng dán chặt vào thành sơn động lúc này mới ổn định lại được. Do đó, trận hình các thế lực vốn ngay ngắn lúc đầu dần có chút hỗn loạn. Tuy Hàn Lập có thể thừa nhận những lực lượng dư ba này, bất quá vì không muốn để người khác chú ý, cũng giả bộ thối lui đến vách sơn động. Hắn nhìn sáu người thi pháp, trong đầu chợt nổi lên một ý niệm. Theo lời hô môn đạo nhân nói, tổng cộng Minh Hàn Sơn Hà Đồ có tám bộ, nhưng giờ phút này tụ tập nơi này cũng chỉ có bảy cỗ thế lực, hẳn là còn một thế lực chưa tới như vậy rõ ràng ở đây có rất nhiều lão hồ ly kim tiên sống không biết bao nhiêu vạn năm hiển nhiên không có khả năng không chú ý tới điều này chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi ngay lúc ý niệm trong đầu hàn lập cuồn cuộn một thanh âm nữ nhân thanh thúy có chút quen thuộc vang lên trong tay hắn liễu đại ca hàn lập nghe vậy trong lòng cả kinh chỉ thấy cách hắn không xa chẳng biết lúc nào có một người đang đứng không ai khác chính là lục vũ tình đôi mắt đẹp của nàng thỉnh thoảng nhìn qua hắn trong mắt mang theo tia mỉm cười bởi vì trước đây trong động có chút hỗn loạn ngoại trừ tu sĩ kim tiên của mấy thế lực lớn vị trí những người còn lại cũng phát sinh một ít biến hóa cũng không biết nàng này đến đây khi nào đuôi lông mày hàn lập nhảy lên trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ truyền âm trả lời lục cô nương đúng là bất luận thế nào cũng không gạt được ngươi không thể tưởng được ở chỗ này có thể nhìn thấy liễu đại ca xem ra ngươi cũng có hứng thú với minh hàn tiên phủ này lục vũ tình truyền âm cười nói trong minh hàn tiên phủ có không ít chân bảo ta tự nhiên cảm thấy hứng thú. Bất quá hiện tại ta và người thuộc hai thế lực bất đồng, hôm nay xem ra hắc phong đảo là thế lực dưới chướng Bắc Hàn Tiên Cung, giờ này lục cô nương tiếp xúc với ta thì không ổn đâu. Hàn lập truyền âm nói, liễu đại ca quá lo lắng, Bắc Hàn Tiên Cung mang người hắc phong đảo chúng ta đến nơi này, vốn là đảm nhiệm những việc tạp dịch, đồng thời phòng ngừa tin tức cửa vào nơi này lộ ra ngoài mà thôi. Hiện tại tin tức sớm đã tiết lộ, người hắc phong đảo chúng ta đã trở nên dư thừa, giờ có cũng được mà không có cũng không sao hơn nữa giờ phút này tình huống hỗn loạn không ai lại chú ý tới chúng ta lục vũ tình nhanh chóng nói ra đuôi lông mày hàn lập nhúc nhích khẽ không nói gì chính như liễu đại ca nói thời gian cấp bách ta có chuyện quan trọng muốn cùng liễu đại ca trao đổi sẽ nói ngắn gọn lục vũ tình dừng thoáng một chút tiếp tục nói lục cô nương mời nói trong nội tâm hàn lập cảm thấy hơi quái lạ nhưng thần sắc trên mặt vẫn không đổi việc cũng đơn giản thôi ta muốn đi vào minh hàn tiên phủ muốn cỗ thế lực liễu đại ca có thể dẫn ta theo. Lục vũ tình không có vòng vo, nói thẳng ra, hắc phong đảo các ngươi không phải thế lực dưới trướng Bắc Hàn tiên cung sao, muốn đi vào tiên phủ, vì sao không để bọn hắn mang ngươi vào. Hàn lập nghe vậy giật mình khẽ, hỏi, liễu đại ca hẳn không biết, một bộ minh Hàn Sơn Hà Đồ chỉ có thể mang 12 người tiến vào tiên phủ, nhân số có hạn, chính bản thân Bắc Hàn tiên cung dùng đã không đủ, sao lại để danh ngạch cho hắc phong đảo chúng ta. Lục Phú Tình có chút tự diễu nói, lại có việc này, Hàn Lập thì thào một tiếng, Hồ môn đạo nhân lại chưa nói cho hắn biết việc này. Bất quá kỳ thật hắn đã sớm ẩn ẩn phát hiện nhân số các thế lực, tựa hồ cũng chỉ 12 người giống như Lục Vũ Tình nói, chỉ là trước kia có không ít chuyện phân tán sự chú ý, thêm nữa chính mình cũng không lo lắng nhiều về việc tiến vào nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Lục cô nương, người cũng là chỗ quen biết cũ với ta, quan hệ cũng không tầm thường, tuy ta cũng rất muốn giúp ngươi, bất quá ngươi cũng thấy, nhân số thế lực chúng ta cũng đã đầy tại hạ cũng là hữu tâm vô lực. Ý niệm trong đầu Hàn Lập chuyển động, lời nói uyển chuyển cự tuyệt. Lần này tiến vào tiên phủ, vốn là một hành động mạo hiểm, nhất là khi hắn lại thấy nhiều tu sĩ kim tiên tề tụ như vậy, trong nội tâm thầm nghĩ hết thảy cần phải hạ thấp, giúp đỡ hồ ngôn đạo nhân lấy được đồ vật mong muốn, đạt được phần sau bộ công pháp chân ngôn hóa luân kinh là được. Tuy Hàn Lập nghĩ rằng mở miệng xin hô ngôn chân nhân một cái danh ngạch có lẽ không vấn đề gì, nhưng làm vậy tất sẽ đắc tội chân diễm tông, mặc dù hô môn đạo nhân tìm cách giấu đầu hở đuôi, nhưng hắn cũng không muốn phức tạp thêm. Liễu đại ca cũng không nên vội vã cự tuyệt, ta đưa ra điều thỉnh cầu này tự nhiên không phải muốn nhờ xuông. Lục gia chúng ta chấn thủ hắc phong hải vực nhiều năm, kỳ thật đã sớm phát hiện cửa vào trước cả Bắc Hàn Tiên Cung, hơn nữa lúc ấy lấy được một tấm bia đá từ chỗ này, mặt ngoài là địa đồ bên trong tiên phủ, còn có một ít tin tức khác. Mặc dù bên trong tiên phủ có nhiều cơ duyên, nhưng nguy hiểm cũng rất nhiều, nếu liễu đại ca dẫn ta đi vào, ta nguyện ý chia sẻ những tin tức này cùng ngươi. Tựa hồ lục vũ tình biết rõ băn khoăn của Hàn Lập, truyền âm nói. Hàn Lập nghe vậy, con mắt sáng ngời, lập tức trong nội tâm chuyển động. Tình huống bên trong tiên phủ, hai mắt bọn họ đều mù, nếu lời nàng này kể ra có địa đồ chỉ dẫn, xác thực sẽ an toàn hơn nhiều. Ngươi nói là thật, Hàn Lập trầm ngâm một lát, xác nhận lại, ta nguyện ý dùng tâm ma thề, chỉ cần có một chữ không đúng, ngày sau tất bị tâm ma xâm nhập, chết không có chỗ chôn ngữ khí lục vũ tình trịnh trọng truyền âm nói tốt nếu như thế ta có thể đề cập thoáng một phát yêu cầu này với người lĩnh đội bất quá hắn có đáp ứng hay không ta cũng không dám cam đoan hàn lập trầm mặc một chút sau đó gật đầu nói liễu đại ca làm việc tiểu muội gần đây rất yên tâm lục vũ tình truyền âm cười nói bộ dạng không lo lắng chút nào hàn lập nhíu mày thoáng một chút cất bước đi đến hướng hô môn đạo nhân cách đó không xa truyền âm thuật lại một lần đại khái những gì lục vũ tình nói cái gì trên người nàng này có địa đồ bên trong tiên phủ hô ngôn đạo nhân nghe vậy cả kinh ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng trước kia ta và nàng này có tiếp xúc cũng hiểu rõ đôi chút nàng từ chỗ của nàng hơn phân nửa là thật hàn lập nói như vậy nếu như thế vậy thì mang nàng này theo a hô ngôn đạo nhân suy nghĩ một chút gật đầu nói còn chân diếm tông bên kia hàn lập trần chờ nói ta sẽ tự an bài hô ngôn đạo nhân trả lời hàn lập nghe vậy quay đầu nhìn về phía lục vũ tình, truyền âm thông báo một tiếng. Đôi mắt dễ thương của lục vũ tình hiện lên vẻ vui mừng, gật đầu với hàn lập ở phía xa xa, quay người đi trở về chỗ đám người hắc phong đảo. Lúc này, sáu người xung quanh quang môn đã thi pháp xong, một màn sáng dày đặc màu sắc rực rỡ hiện ra, bao phủ quang môn màu lam lại. Hàn khí bên trong quang môn màu lam mãnh liệt, ánh sáng màu lam lúc sáng lúc tối, không ngừng va đập vào màn sáng rực rỡ, nhưng màn sáng đã thành hình chắc chắn vô cùng, mặc cho hàn khí bên trong trùng kích như thế nào vẫn lù lù bất động so với cấm chế lúc trước bắc hàn tiên cung tạo ra còn lợi hại hơn vài phần phong đạo hữu không hổ là đại sư trận pháp tùy tiện thiết hạ một cấm chế đã bất phàm như thế bội phục tiêu tấn hàn thấy vậy chắp tay với phong thiên đô tiêu cung chủ quá khen phong thiên đô nói nhàn nhạt một câu tìm một chỗ trong sơn động khoanh chân ngồi xuống những người còn lại của phục lăng tông vây quanh người lão nhao nhao ngồi xuống Tiêu Tấn Hàn nhìn Phong Thiên Đô, trong mắt lóe lên hào quang, quay người đi trở lại đám người Bắc Hàn Tiên Cung. Từng người của các thế lực khác cũng kiếm một chỗ, lặng lặng chờ đợi tiên phủ hàng lâm. Không gian trong sơn động cũng không lớn, mọi người nhao nhao ngồi xuống, cơ hồ chiếm hết toàn bộ sơn động. Lúc này Húc Dương Tử cũng đi trở về, mấy người Hàn Lập cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Hồ môn Đạo Nhân đi đến bên cạnh Húc Dương Tử, hai người nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Húc Dương Tử liền giận dữ, hung hăng chừng Hàn Lập. Bất quá hô môn đạo nhân nói tiếp, sắc mặt giận dữ của húc xương tử chậm rãi tiêu tán, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu nhẹ. Hàn lập thấy cảnh này, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua từng chút, trong nháy mắt đã qua hai ngày. Trong sơn động, quang môn màu lam bất ngờ biến lớn hơn hai lần, đường vân mặt ngoài rõ ràng vô cùng, xem giống như một cửa vào không gian khác, tiến vào trong đó liền như đến một thế giới khác. Bên trong quang môn, giờ phút này lơ lửng một quang đoàn màu lam, Phiên cồn kịch liệt, tản mát ra lam quang chói mắt. Bên trong quang đoàn mơ hồ thấy một thông đạo, không biết thông đến nơi nào, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thâm thúy. Giờ phút này, trong sơn động mọi người đều đứng lên, ánh mắt tâm tình dâng trào nhìn tình cảnh trước mắt. Quang môn màu lam run rẩy nhẹ, hư không phủ cận cùng ông ông rung động lắc lư, cả sơn động cũng đung đưa theo. Giờ phút này quang lao màu sắc rực rỡ vây quanh quang môn tuy vẫn tỏa hào quang chói mắt, nhưng rõ ràng đã không cách nào giam cầm quang môn được nữa sáu gã kim tiên húc dương tử thấy vậy dưới yêu cầu của phong thiên đô lần nữa lơ lửng giữa không trung không ngừng thi pháp gia cố nhưng mặc cho sáu người thi pháp như thế nào quang môn màu lam tản mát ra hào quang càng lúc càng sáng dần dần áp chế quang lao màu sắc rực rỡ quang đoàn trong quang môn màu lam phiên cổn kịch liệt hai cái bỗng nhiên cuồng trướng lên trong nháy mắt biến lớn mấy lần cơ hồ chiếm trọn quang môn hơn nữa phồng lên xẹp xuống bất định cùng lúc đó tầng tầng gợn sáng màu lam như nước từ trên quang môn bộc phát ra những nơi đi qua hư không vặn vẹo kịch liệt bắt đầu mơ hồ không bao lâu quang lao rực rỡ bên ngoài quang môn vỡ vụn ra ầm ầm như trứng gà vỡ thân hình sáu gã tu sĩ kim tiên húc dương tử đại trấn bị đánh bay ra bất quá với tu vi sáu người kịp thời thúc giục bí thuật hộ thể nên cũng không có bị thương thời gian không sai biệt lắm không cần tiếp tục thi pháp nữa phong thiên đô nhàn nhạt, nhạt nói ra ánh mắt sáng quắc nhìn quang môn những người khác thấy vậy, cũng đều dừng tay lại, nhưng vào lúc này, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ quang môn màu lam vỡ vụn ra ầm ầm, hóa thành một quang đoàn chói mắt. Ở chỗ sâu trong quang đoàn loáng thoáng hiện ra hư ảnh từng ngọn núi dòng sông, cung điện lầu các, rậm rạp chằng chịt, màu sắc khác nhau, không biết có bao nhiêu cái. Chương 408, nhập phủ. Quang đoàn màu lam lơ lửng giữa không trung, chậm chậm xoay tròn, từng tia từng sợi quang tuyến màu lam trong suốt như tuyết từ đó xuyên ra, bên trong mơ hồ còn có một tầng sương mù màu trắng mờ mịt nhấp nhô khiến cho cảnh thiên nhiên kiến trúc bên trong vốn mông lung không rõ càng lộ vẻ mù mịt hơi có chút cảm giác vài phần tiên khí lượn lờ tiên phủ hiện thế rồi thời gian yên lặng ngắn ngủi trôi qua không biết là người nào hô một tiếng trong đó không ít người hít vào một hơi ngoại trừ những tu sĩ kim tiên cầm đầu các thế lực phần lớn những người còn lại đều lộ ra vẻ hưng phấn không thôi xem ra đây chính là minh hàn tiên phủ theo lời đồn rồi sau khi tự lẩm bẩm, Hàn Lập khẽ động thần niệm, quét về phía quang đoàn màu lam kia, nhất thời chỉ cảm thấy bên tai có tiếng sấm sét nổ vang, thần hồn cũng vì thế bỗng nhiên run lên. Trong lòng hắn cả kinh, nhưng nét mặt cũng không có chút nào dị dạng, liền vội vàng thu hồi thần thức. Sau khi lén quan sát phía sau, hắn phát hiện sắc mặt nhiều người ở đây có chút khó coi, hiển nhiên cũng dùng thần thức dò xét cửa vào, bị phản phệ. Lấy thần thức mạnh mẽ của Hàn Lập có thể so với tu sĩ Kim Tiên còn bị phản phệ khó có thể nhìn lén huống chi tu sĩ chân tiên thông thường. Còn như những tu sĩ kim tiên, tuy biểu hiện bên ngoài không thấy gì nhưng tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Lạc đạo hiếu, phong đạo hiếu, không phải nhị vị dự tính dẫn đầu sao? Tiêu tấn hàn cười ha ha, mở miệng hỏi, lời tiêu đạo hiếu sai rồi, tiên cung đưa người tới đây bảo vệ chu toàn như vậy, thế cho nên trước khi tiên phủ lâm thế không có bọn đạo trích nào lọt vào phá hư, tư cách dẫn đầu tiến vào nơi này tất nhiên không ai khác ngoài tiên cung. Phong đạo hiếu, người thấy có phải thế không? lạc thanh hải ý cười đầy mặt mở miệng chế nhạo trên mặt cương thi của phong thiên đô vốn cũng không có bao nhiêu biểu cảm lúc này cũng chỉ hừ lạnh một tiếng không nói lời nào nếu nhị vị khách khí như vậy ta đây liền đi trước một bước không chờ tiêu tấn hàn mở miệng cử linh không khách khí chút nào trước tiên lấy ra một tấm minh hàn sơn hà tàn đồ rồi nhẹ nhàng rung lên từ đó tuôn ra một mảng quang mang rộng lớn bao lấy thân thể nàng vào bên trong bay vào giữa lam quang nàng này thật là có phong thái quyết đoán từ lúc mở miệng đến khi bay vào Lam Quang, trước sau chỉ diễn ra một hai nhịp thở, làm cho mọi người chung quanh đều ngẩn ra, sau đó có chút sốt ruột. Hàn Lập nhìn thân ảnh cư linh biến mất ở giữa Lam Quang, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm không dễ phát giác. Tiêu Tấn Hàn thấy thế, xoay người về phía đám người tuyết oanh nói một câu các người theo ta đi vào, những người còn lại lưu thủ nơi này. Sau đó y liền dung cổ tay, sử dụng một tấm minh hàn sơn hà tàn đồ khác. Chỉ thấy trên đồ quyển, Tuôn ra một tầng quang mang xanh thẳm bao trọn đám người Tuyết Anh gồm 8 gã tiên cung và cả đám Âu Dương Khuê Sơn gồm ba gã Kim Tiên Trúc Long đạo cuốn vào. Sau đó, Tiêu Tấn Hàn ở trong quang mang họa quyển xải bước vào trong quang đoàn màu lam, thân ảnh mờ nhạt một cái, biến mất không thấy. Số người còn lại của tiên cung và người của Hắc Phong đảo đều ở lại, canh giữ ở bên ngoài. Đợi sau khi toàn bộ đám người Bắc Hàn tiên cung tiến vào, Lạc Thanh Hải lại mở miệng nói vài câu khách khí với Phong Thiên Đô sau khi thấy đối phương thờ ơ Gã lập tức nói một tiếng với đám người Thương Lưu Cung, vung tay áo một cái, lấy Minh Hàn Sơn Hà Tàn Đồ bao bọn họ lại, cùng nhau bay vào trong quang đoàn màu lam. Sau khi mấy người Thương Lưu Cung tiến vào hết, Phong Thiên Đô nhìn thoáng qua tông chủ độc nhãn hội ý. Tên kia vội vàng triệu tập đám người Phục Linh Tông cùng nhau tiến nhập vào quang đoàn màu lam. Sau khi Cử Linh và ba thế lực lớn dẫn đầu tiến vào bí cảnh, số người còn lại ở đây đã giảm đi một nửa, bầu không khí cũng không còn căng thẳng như lúc trước các thế lực khác tự nhiên không cam lòng rất lại phía sau, dục dịch hành động. Lão giả mặt dỗ quỷ khắp tông lúc đầu nói chuyện với đám tu sĩ Nam Lê Tộc một hồi, sau đó tiến về phía bọn Hàn Lập. Cổ đạo hiếu, lát nữa Nam Lê Tộc đi vào trước, quỷ khắp tông chúng ta theo sát phía sau, vào đến bên trong sẽ chờ các ngươi rồi cùng nhau tiến vào. Đến lúc đó chúng ta hợp lại làm một, hành động chung A. Lão giả mặt dỗ nói thế, Trần Đạo Hữu nói rất đúng, ta cũng đang có ý này. hô ngôn đạo nhân nghe vậy, vừa cười vừa nói, chúng ta đi trước một bước. Lão giả mặt dỗ thấy tu sĩ Nam Lê Tộc đã tiến nhập trong Lam Quang, vội vàng nói một tiếng, rồi đi trở lại phía đội ngũ tông môn của mình. Chúng ta cũng đi thôi, thấy đám người quỷ khắp tông cũng đã tiến vào, hô môn nói với mọi người. Húc Dương Tử đưa mắt ý bảo mọi người trong tông tập trung lại, tất cả đều đứng ở một chỗ, ánh mắt đảo qua lục phú tình đứng bên cạnh Hàn Lập vẫn hiện lên vẻ hơi bất mãn. Tuy bên trong bí cảnh tiên phủ có không ít linh bảo thiên tài nhưng nguy cơ cũng từ phía sau khi tiến vào, mọi người tận khả năng tập trung cùng nhau, không được phân tán. hô ngôn đạo nhân dặn dò, rứt lời, lão cũng lấy ra bức hỏa cuộn tròn, sau khi thi pháp một chút, liền có linh mang tuôn ra, bao 12 người lại, bay vào trong lam quang cửa vào. Vừa tiến nhập quang đoàn màu lam, trong nháy mắt hàn lập cảm thấy trong tai một hồi ông hưởng, trước mắt bỗng nhiên trở thành một mảng trắng như tuyết, hầu như mất đi toàn bộ cảm giác, cả người tựa hồ cũng chỉ còn lại có một đạo ý thức mơ hồ không rõ. Loại cảm giác này không thể dùng từ nào diễn tả, làm người ta cảm thấy khó chịu vô cùng, chẳng qua thời gian kéo dài không lâu, chỉ sau hơn 10 hơi thở tất cả lại khôi phục bình thường. Hàn lập từng bước khôi phục ý thức như thường, chỉ cảm thấy bên tai truyền đến trận trận tiếng gió gào thét hù hù, khiến tai có chút đau đớn. Trong tầm mắt phía trước là một thế giới phủ đầy tuyết trắng bay mịt mờ, xung quanh tràn đầy hàn khí lành lạnh, chỗ cực xa có một vòi rồng bão tuyết khổng lồ, như con rồng uốn khúc núi liền thiên địa, làm cho người ta không ngừng kinh hãi quanh thân Hàn Lập tuôn ra một mảng thanh quang, tạo ra một màn sáng hơn một tấc ở bên ngoài cơ thể, ngăn cách với tuyết bay lả tả, nhưng vẫn cảm giác có từng tia từng sợi hàn ý lạnh buốt xương cốt thấm nhập vào trong cơ thể. Sau khi đảo mắt qua bốn phía, hắn phát hiện tất cả đám người của Bắc Hàn Tiên Cung và mấy thế lực tiến vào lúc trước đều không thấy bóng dáng. Lạnh quá, Lục Phú Tình đã thả ra linh quang hộ thể quanh người, nhưng vẫn bị lạnh cóng đến mức đôi mắt đẹp không ngừng run rẩy. Trên lông mi xuất hiện một tầng băng hoa trong suốt, thở nhẹ nói quang mang trên thân trường bào đỏ đậm của đám người chân diếm tông đại thịnh mặt ngoài có hoa văn hỏa diễm hư hóa bắt đầu khởi động từ đó chuyển ra trận trận sóng nhiệt lăn tăn mặc dù như thế bộ dáng bọn họ cũng không tốt hơn chút nào ngoại trừ thần sắc húc dương tử và ba gã kim tiên đỡ hơn một chút còn mấy tu sĩ khác đều là sắc mặt xanh trắng toàn thân lạnh run cổ đạo hiếu làm phiền ngươi thôi động sơn hà đồ bảo vệ mọi người Húc dương tử nhìn về phía hô ngôn đạo nhân nói hô ngôn đạo nhân gật đầu dùng cổ tay, tấm minh hàn sơn hà tàn đồ lập tức hiện ra, phô triển ra trước người của lão. Ngay sau đó, một màn sáng hình cầu màu xanh đen từ đồ quyển phóng to ra, tạo thành một cái lồng chụp hơn 10 người vào trong. Tiến nhập vào trong màn sáng, tiếng gió thổi xung quanh nhất thời nhỏ lại, hàn ý thấu bút đến xương không chịu nổi cũng bị ngăn cách ra. Không thấy người của Nam Lê Tộc và Quỷ khắp Tông, Vân Nghê đứng bên cạnh hô môn đạo nhân, mở miệng nói. Vốn là bọn tông môn quỷ đạo và man tộc ở xó xỉnh, sao có thể tin được lời bọn chúng. Hơn phân nửa là không cam lòng bị bỏ lại phía sau, đã giành đi trước rồi. Trấn Vân Trưởng lão cười một tiếng nói, chưa hẳn, lúc trước Trần Phi chủ động liên hệ chúng ta, theo như lời hắn cũng không phải là nói ngoa, so sánh với những quái vật khổng lồ Bắc Hàn Tiên Cung, Thương Lưu Cung và Phục Lăng Tông, chúng ta vẫn thế đơn lực bạc, cần phải đi cùng đoàn với nhau đấy. Ít nhất chuyện kết minh, tại thời kỳ đầu có lợi nhiều hơn hại, bọn hắn không đến mức vì giành đi trước mà tự hành bội ước. Húc Dương Tử không đồng ý với ý kiến trên, lắc đầu nói. Hồ Môn Đạo Nhân nghe vậy, ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm, nhìn về phía Hàn Lập. Sư Thúc, bên trong bão tuyết nơi này, dường như mơ hồ có không gian chi lực hỗn tạp, có lẽ bọn hắn bị truyền đưa đến địa phương khác, không cùng một chỗ với chúng ta. Hàn Lập suy nghĩ một chút, nói ra, ân, ta cũng nghĩ đến khả năng này, nếu như tạm thời không thấy bọn hắn, chúng ta hãy rời khỏi đây rồi hãy nói. Bất luận thế nào, vẫn phải cẩn thận, các người phải ở bên cạnh ta, tuyệt đối không được rời khỏi phạm vi màn sáng minh hàn sơn hà đồ. Hồ ngôn đạo nhân suy nghĩ một lát, nói ra, vâng, mọi người vội vàng ứng tiếng. Hồ ngôn đạo nhân nghe vậy, đang tính cùng mọi người chạy đi, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng hàn lập truyền âm. Tiền bối, ta đã thực hiện lời hứa, cùng người tiến vào minh hàn tiên phủ này, hiện tại ba tầng sau công pháp chân ngôn hóa luân kinh có thể đưa ta hay không? Tiểu tử nhà ngươi, ngay cả lão phu cũng không tin lúc này vừa mới vào bí cảnh tiên phủ còn chưa làm gì lại tìm ta hỏi rồi hồ ngôn đạo nhân hơi sững sờ trả lời lúc trước tiền bối có nói sau khi tiến vào trước tiên sẽ đưa tại hạ tầng thứ tư công pháp đấy hàn lập nghe vậy cười truyền âm lại hồ ngôn đạo nhân xem như cũng hiểu rõ tính tình hàn lập cũng không có để trong lòng một tay lão thúc giục minh hàn sơn hà đồ một tay tháo túi chữ vật bên hông xuống đưa qua hàn lập sau khi tiến vào tiên phủ nguy cơ trùng trùng vật này có chút tác dụng bảo vệ tính mạng, người hãy cất kỹ. Hồ ngôn đạo nhân nghiêm giọng nói ra, Hàn Lập kinh sợ thò tay tiếp nhận cái túi, mở ra miệng túi dùng thần niệm thoáng dò xét một chút, có chút kích động cảm ơn nói, đa tạ sư thúc. Mọi người thấy thế, cũng chỉ nghĩ là trưởng bối tặng đồ vật cho vãn bối, cũng không có quá mức để trong lòng. Bây giờ chúng ta nên đi hướng nào? Thoạt nhìn tựa hồ chung quanh giống nhau a. À? Hàn Lập thu hồi túi chữ vật, sau đó mở miệng hỏi. Vừa rồi hắn dùng thần thông linh mục dò xét bốn phía, bất luận nhìn về phương hướng nào cũng chỉ nhìn thấy một mảnh tuyết trắng mênh mông, căn bản không cách nào phân biệt rõ khoảng cách và phương hướng. Hồ môn đạo nhân nghe vậy, không nói gì, lông mày nhíu chặt nhìn Minh Hàn Sơn hà đồ phía trước mặt rồi nhìn lên, ý định từ trong đó tìm ra manh mối. Nhìn bên cạnh, dường như có một, bỗng nhiên lục vũ tình chỉ vào một phương hướng, mở miệng kêu lên. Mọi người nghe tiếng, nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, chỉ thấy tại chỗ rất xa trong hư không mơ hồ có một quang điểm lam sắc nhỏ cỡ nắm tay, nếu không ngưng tụ tâm thần cẩn thận nhìn, căn bản không phát hiện được. Hàn Lập biết rõ Linh Đồng Lục Vũ Tình không giống người thường, ngược lại cũng không thấy kỳ quái, chẳng qua vị trí kia chính hắn vừa rồi đã từng xem qua, cũng không có quang điểm lam sắc nào, xem ra là vừa mới xuất hiện. Hô môn đạo nhân liếc nhìn Lục Vũ Tình thật sâu, ánh mắt lộ ra một chút kinh nghi, dù sao lấy thị lực tu vi kim tiên của lão, lại không phát hiện ra điểm này trước. Vì vậy Mọi người đang được che chở trong màn sáng hình tròn, bắt đầu chạy về hướng quang điểm lam sắc kia. Chương 409, Thất lạc. Khi khoảng cách càng ngày càng gần, quang điểm màu lam kia càng lúc càng trở nên lớn hơn, mấy người Hàn Lập cũng dần dần thấy rõ toàn cảnh quang đoàn. Đó đích xác là một vòng xoáy không gian màu thủy lam, truyền ra chấn động rất giống với vòng xoáy mà bọn hắn thấy khi vừa mới tiến vào trong này. Lúc mắt thấy khoảng cách vòng xoáy chỉ còn cách không tới trăm bước, dị biến đột nhiên phát sinh tuyết bay phủ kín bầu trời bỗng nhiên chấn động mạnh một cái tất cả hoa tuyết đang phiêu lãng rơi xuống trở nên đông cứng lại tiếp đó hóa thành cự long hoa tuyết to đến trăm trượng, khí thế hung hăng sông về phía đám người hàn lập một tiếng ầm ầm vang lớn quang cầu màu lam bao phủ mọi người bị cự long gió tuyết đập chúng ầm ầm tán loạn hoa tuyết khắp trời tràn vào biến thành cuồng bạo không gì sánh được cuốn theo kình phong sới tung lên khiến cho mọi người tứ tán điên đảo bị quăng đi loạn xả trên không trung không thể tưởng tượng được uy lực của cự long phong tuyết đột nhiên xuất hiện này sau khi cự long nhiễu loạn khắp đất trời thì bộc phát uy năng một cỗ đại phong bạo vô cùng cuồng bạo bắt đầu tàn phá cả một vùng rộng lớn mọi người ở giữa không trung đều muốn ổn định thân hình của mình nhưng chỉ trong nhất thời nửa khắc lại bị xung kích hỗn loạn từ bốn phương tám hướng ập đến không cách nào tự duy trì được hết thân ảnh này đến thân ảnh khác biến mất trong không trung không biết bị phong bạo cuốn về phương nào trên thân hàn lập thanh quang đại thịnh hồ quang lóe lên sau lưng hiện ra một đôi lôi xí màu xanh trắng vỗ điên cuồng trong bão tuyết cuồng phong cố hết sức ổn định thân hình hắn vừa định muốn dò la xem phương vị hô ngôn đạo nhân bỗng thấy phía trước có một đạo hắc ảnh nhanh chóng lao vào tới lập tức cảm thấy có một thân thể mềm mại bám chặt vào người bị một lực mạnh như thế va chạm vào hàn lập dưới sự trợ giúp của phong lôi xí mới tạm đứng vững thì nhất thời lại lắc lư siêu vẹo ngả về phía sau trùng hợp bị một đạo loạn lưu ập tới lập tức không thể nào khống chế được bản thân ngã vào trong không gian phong bạo trong lúc đó thiên toàn địa chuyển, bên tai Hàn Lập lại nghe thấy tiếng ông Minh mãnh liệt, cũng không kịp thấy rõ người bám vào trên người mình như vòi bạch tuộc là người nào, đầu óc đã bị mê man, mất đi chi giác. Trên một cánh đồng tuyết không biết rộng bao lớn, tiếng gió gào thét thổi vù vù, phong tuyết vẫn như trước, chỉ là so với vùng thiên địa lúc trước thì không gian nơi này ổn định hơn rất nhiều. Khắp nơi xung quanh phân bố những phiến tháp nhọn màu trắng, bên trong mơ hồ hiện ra từng mảng màu xanh lá cây sẫm. Đúng là những cây tùng tuyết vĩ đại bị tuyết động bao trùm phía trước một cánh rừng tùng bị phủ thành tuyết tháp cao mất là mười mấy đạo nhân ảnh đang đứng cầm đầu là một phụ nhân xinh đẹp thình lình chính là phó cung chủ bắc hàn tiên cung tuyết oanh tuy là những người này đều đứng chung một chỗ nhưng không cần phải là người tinh ý cũng đều có thể nhận ra giữa bọn họ có tồn tại danh giới trong đó nhân số khá nhiều là người bắc hàn tiên cung mơ hồ tụ hợp cùng nhau còn ba người âu dương khuê sơn của trúc long đạo thì tách ra đứng riêng không hề có khoảng cách phó cung chủ tuyết oanh tiên phủ mở ra chỉ trong thời gian một năm vì sao không thấy tiêu cung chủ đến đây tụ họp. Âu Dương Khuê Sơn nhìn thoáng qua cánh đồng tuyết sen lẫn phong tuyết trên trời, mở miệng hỏi. Nếu không phải là có người tiết lộ cửa vào Minh Hàn Tiên Phủ, thời gian sao lại trở nên khẩn trương như vậy chứ? Tuyết Oanh cũng không thèm nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói. Hiển nhiên đối với chuyện tiết lộ cửa vào Tiên Phủ, bọn họ sẽ không hề nghi ngờ người của Tiên Cung mình, mà chỉ biết hoài nghi ba ngoại nhân này. Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, hư lạnh một tiếng, sau đó cũng không nói nhiều lời nữa. Cung chủ đi xử lý những người tiến vào phía sau, chỉ cần người hơi động chút tay chân là có thể đưa bọn chúng vào không gian phong bạo, cho dù có thể cùng được truyền tới thì cũng đều sẽ bị phân tán ra, thực lực tất nhiên sẽ bị suy yếu. Đến lúc đó còn không thức thời, tiêu diệt từng bộ phận tất nhiên sẽ rất dễ dàng. Tuyết Oanh liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ba người Âu Dương Khuê Sơn nghe vậy, liếc nhìn nhau, thần sắc trong mắt đều có chút phức tạp." Trên một vùng trên hoang mạc màu xám cho không biết tên đầy những hòn đá cuội to nhỏ màu xám, không hề có nửa cái cây, ngọn cỏ nào, khắp nơi đều ngưng kết những mảnh tuyết động màu trắng tách biệt chưa kịp tan hết. Trong trung tâm hoang mạc màu xám, có một cái rãnh cạn, không sâu lắm, tựa hồ như một con sông bị tuyết bồi đắp lên, bên trong là những vũng nước lớn nhỏ không đều, phía trên phủ một lớp băng đông cứng. Trên một bãi sình lầy bên trái rãnh sông, bên cạnh một thân cây tùng tuyết bị tuyết phủ kín không biết từ đâu văng đến là hai thân ảnh một nam một nữ đang ngủ nam tử thân hình cao lớn nằm trên đất thấy không rõ khuôn mặt nữ tử thì mặt như tranh vẽ tất nhiên là cực đẹp rồi chỉ là lúc này hai tay nàng đang ôm chặt lấy eo nam tử gương mặt kề sát ở bên cạnh thân người chàng tư thế có vẻ hơi không hợp lễ nghĩa lắm khiến người ta nhìn sẽ cảm thấy hết sức khó xử lúc này nam tử nằm cạnh nàng bỗng nhiên thân thể khẽ run lên tỉnh lại trước hắn xoay người ngồi dậy trên mặt đất trên gương mặt một nam nhân trung niên lộ ra vẻ hồ nghi nhanh chóng quan sát bốn phía trong khoảnh khắc dưới vẻ ngoài không có gì đặc biệt, chính là Hàn Lập dùng mặt nạ vô thường minh biến ảo thành. Lúc này, bên người của hắn ngoại trừ cô gái trẻ thuận thế nằm úp trên đầu gối của mình thì không có ai nữa. Toàn bộ đám người hô ngôn đạo nhân và vân nghe đúng là không thấy bóng dáng. Lục cô nương, trên bàn tay Hàn Lập sáng lên thanh quang, vỗ đầu vai nữ tử, mở miệng gọi. Nữ tử xinh đẹp không phải ai khác, chính là lục vũ tình. Bị Hàn Lập vỗ, miệng nàng phát ra một tiếng ưm, rồi từ từ tỉnh lại liễu đại ca đây là nơi nào sau khi nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt một mặt nàng xoa xoa huyệt thái dương hơi bị đau một mặt ngỡ ngàng hỏi hàn lập nghe vậy không trả lời ngay mà hai mắt lóe lên lam quang buông ra thần thức dò xét bốn phía chỉ có thể khẳng định đây vẫn là bên trong minh hàn tiên phủ như trước chẳng qua bây giờ chúng ta cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ lắm sau một lát hắn thu hồi ánh mắt chậm rãi mở miệng nói những người khác đâu làm sao chỉ có chúng ta ở chỗ này? Sau khi Lục Vũ Tình quan sát bốn phía, chớp mắt một cái, nghi hoặc hỏi. Trước đó chúng ta hình như là đột nhiên bị tập kích, rồi bị cuốn vào trong không gian phong bạo, tất cả đều phân tán. Bây giờ xem ra có hai người chúng ta rơi vào chỗ này. Hàn Lập cười khổ một tiếng, đáp, "Lục Vũ Tình nghe vậy, lúc này mới nhớ tới tình cảnh trước đó ở trong bão tố, chính mình hoảng loạn ôm chặt lấy Hàn Lập, gương mặt không khỏi nóng lên, hơi ửng hồng. Chúng ta bây giờ nên làm gì?" Để giảm bớt sự bối rối của mình, nàng liền vội vàng hỏi. Hàn Lập nghe vậy, cũng rơi vào trong trầm tư, dựa theo an bài ban đầu, mọi người vốn là hành động chung, cho nên tình huống cụ thể về tiên phủ, hắn cũng không hỏi hô môn đạo nhân để biết. Hiện tại đột nhiên rơi vào tình cảnh này, thật là làm hắn có chút trở tay không kịp. Lúc trước ta dùng thần thức dò xét qua bốn phía, xung quanh đều không có dao động linh lực gì, chỉ có hướng kia thì càng đi xa thì nhiệt độ càng trở nên thấp hàn lập đưa ngón tay chỉ một hướng ở phía xa xa mở miệng trả lời nếu nói như vậy chúng ta đây chắc là nên đi theo hướng đó nơi đó trong truyền thuyết chính là khu vực quan trọng nhất minh hàn tiên phủ u hàn cảnh rồi lục vũ tình nghe vậy thần sắc chăm chú mở miệng nói u hàn cảnh lục cô nương làm sao nàng biết những điều đó hàn lập nghe vậy ánh mắt hơi khác lạ liếc mắt quan sát lục vũ tình từ trên xuống dưới nghi ngờ nói liễu đại ca đừng ngạc nhiên như thế trên thực tế, Hắc Phong đảo chúng ta sớm đã phát hiện ra cửa vào Minh Hàn Tiên Phủ, phụng mệnh Bắc Hàn Tiên cung cố thủ rất nhiều năm. Tuy là bị yêu cầu không được truyền tin tức ra ngoài nhưng cha ta vẫn ngầm tìm hiểu sự tình về Minh Hàn Tiên Phủ, cho nên ta biết một chút về tin tức Tiên Phủ. Không có gì là kỳ quái cả. Lục Vũ Tình thấy bộ dáng này của Hàn Lập không thể làm gì khác hơn là giải thích. Hàn Lập nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, mở miệng hỏi. Nói như vậy, Trước đây, sau khi Bắc Hàn Tiên Cung thiết lập trận pháp ẩn giấu cửa vào tiên phủ, là vương phủ các ngươi len lén tiết lộ cửa vào. Hàn Lập sở dĩ phỏng đoán như thế cũng không phải là hoàn toàn không có căn cứ. Hắc Phong đảo vì Bắc Hàn Tiên Cung mà đóng trú tại cửa vào tiên phủ nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, nhưng mà tiên cung căn bản khinh thường Hắc Phong đảo, một chỗ xó xỉnh góc trời nên khi tiến vào tiên phủ, trong 12 người thì Hắc Phong đảo ngay cả một chỗ cũng không có. Thế cho nên Lục Vũ Tình không có cách nào chỉ có thể năn nỉ Hàn Lập, mới từ hô môn đạo nhân lấy được một chỗ đi vào minh hàn tiên phủ này, tìm kiếm một đường cơ duyên. Lời này của liễu đại ca không thể nói được nha, chúng ta nào dám. Một khi bị tiên cung điều tra ra, vương phủ chúng ta đối diện sẽ là tai họa ngập đầu đấy. Lục Vũ Tình bị lời nói của Hàn Lập dọa cho, sợ không ít, vội vàng khoát tay giải thích. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, người không nên tưởng thật. Hàn Lập cũng không có ý truy cứu việc này, thấy Lục Vũ Tình phản ứng mạnh như thế liền gật đầu cười, nói. Trên thực tế, bất luận là người nào đem tin tức phóng xuất, Hàn Lập đều vui mừng. Hắn và hồ môn đạo nhân tuy là kết làm đồng minh nhưng chung quy thực lực kém xa Bắc Hàn Tiên Cung và Phục Lăng Tông. Tin tức cửa vào tiên phủ tiết lộ, tạo cơ hội cho rất nhiều thế lực tham gia, khiến cho Minh Hàn Tiên Phủ này như cái ao bị quấy đục hoàn toàn, bọn Hàn Lập muốn đục nước béo cỏ, tất nhiên cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đang cân nhắc, Hàn Lập nhìn thoáng ra xa xa, bàn tay vung lên, một đạo thanh quang hiện lên một con thuyền hình dáng như phi điểu màu xanh hai bên mọc ra bốn cánh chim diều hâu màu xanh phi chu hiện ra lở lửng giữa không trung đi thôi chúng ta cũng nhanh lên đường đi thân hình hắn lóe lên hạ xuống linh chu gọi lục phú tình lục phú tình vâng một tiếng cũng liền vội vàng nhảy lên nhẹ nhàng hạ xuống phía sau hàn lập hàn lập thúc giục linh chu ở giữa không trung thân thuyền lập tức xẹt một cái thành một đạo lưu quang màu xanh phóng vút về phía xa xa trong cao không mây đen tích tụ trồng chất đè màn trời xuống rất thấp khiến cho bầu không khí thiên địa nơi này có chút áp lực xung quanh khắp nơi văng vẻ thấy một sinh vật sống còn khó cũng không nghe được nhiều âm thanh gì hai người họ người nào người nấy đều không nói nữa bên tai cũng chỉ còn lại có tiếng gió gào thét cứ như vậy phi hành ước chừng nửa khắc đồng hồ hoa tuyết trong bầu trời bắt đầu tung bay lúc đầu vẫn chỉ là lẻ tẻ càng đi đến phía trước tuyết rơi càng nhiều rồi cũng biến thành dày đặc cùng lúc đó Cảnh tượng phía dưới hai người cũng từng bước phát sinh biến hóa. Mảnh hoang mạc màu xám bị bọn họ để lại xa xa phía sau lưng, thay vào đó là một vùng băng nguyên có diện tích vô cùng lớn. Đến nơi này, mây đen trên bầu trời đã biến thành màu xám xanh, hoa tuyết bốn phía cũng không còn mềm mại giống như bình thường nữa, mỗi một mảnh nhỏ đều tựa hồ mang theo trọng lượng không nhỏ, rơi xuống phía dưới lộp bộp. Tuy nhiên, may là phong tuyết ở chỗ này tuy lạnh lẽo vô cùng nhưng cũng không giống như gặp phải trước đây là lạnh tới xương tủy nên chỉ cần phóng xuất linh quang hộ thể liền có thể ngăn cách được. Chương 410, Tuyết sư. Phía trên băng nguyên, sắc trời lờ mờ, khắp chung quanh tầm nhìn cực ngắn, tuy thần thức không cách nào phát hiện chấn động linh lực, nhưng ai biết được chung quanh có nguy cơ tiềm ẩn nào không? Thời gian dần qua, bông tuyết từ trên trời rơi xuống càng lúc càng dày đặc, nhìn chung quanh cơ hồ là một mảnh màu nâu xanh. Lúc này tốc độ phi hành của linh thuyền do Hàn Lập điều khiển cũng không nhanh, bốn cánh chim hai bên thuyền tỏa ra một tầng thanh quang mờ mịt bao trọn cả linh thuyền và hai người hàn lập vào trong. Những bông tuyết dày đặc chung quanh rơi vào phía trên tầng thanh quang này, lập tức nhao nhao vô thanh vô tức vỡ vụn ra, không chút nào ảnh hưởng đến tốc độ linh thuyền đang tiến lên. Phong tuyết nơi đây có chút cổ quái, thần thông linh mục của ta bị hạn chế không ít, người hãy dùng huyễn đồng quỷ mục xem có thể nhìn xa hơn được không. Lông mày hàn lập trao lại, hỏi, ta cũng mới thử qua, nhưng cũng nhìn không xa được. Không chỉ thế, thần thức của ta cũng bị quấy nhiễu, tối đa cũng chỉ có thể dò xét được động tĩnh trong vòng vài dặm hơn nữa còn có chút mơ hồ lục Vũ tình lắc đầu nói trong lòng hàn lập hiểu rõ trong bông tuyết cổ quái dày đặc này thì thần trí của hắn cũng chỉ có thể dò xét trong phạm vi trăm dặm vượt qua phạm vi này thì cũng mất hiệu dụng bên kia dường như có cái gì lại bay thêm gần trăm dặm đột nhiên ánh mắt hàn lập lóe lên vươn ngón tay ra chỉ về một hướng hình như là một cung điện lục phú tình rời ánh mắt qua thì thảo nói chỉ thấy sâu trong màn tuyết nhìn thấy loáng thoáng một ít tòa nhà cao gầy có mái cong cùng một ít lầu cát đỉnh tháp đi chúng ta tới xem một chút Hàn Lập nói xong tay thúc dục pháp quyết khống chế linh thuyền lao xuống trong gió tuyết đáp trước khu kiến trúc kia sau khi đáp xuống đất hắn thu hồi linh thuyền hai người mới phát hiện tuyết động nơi đây không sâu như bọn hắn tưởng tượng chỉ tới mắt cá chân mà thôi dưới chân là một phiến đá cứng rắn bọn hắn quan sát khắp nơi một chút sau đó hai người một trước một sau bước dài bước ngắn đi trên quãng trường rộng rãi được bao trùm bởi những sợi bông tuyết, tiến sâu vào bên trong khu kiến trúc. Đứng lặng phía trước là một cổng chào bằng gỗ màu hồng cao mấy trượng, hai trụ hai bên, vắt ngang là một đỉnh lầu chỉ có một tầng, cũng không được cao, tuyết động trên mái hiên, chữ viết trên tấm bảng đã mơ hồ, nhìn không ra là chữ gì. Đến gần, hai người Hàn Lập mới chú ý tới trụ cổng trào và xa nhà, đều khắc rậm rạp chẳng chịt phù văn, chẳng qua là linh khí vốn ẩn chứa bên trong đã tản mát khắp nơi hầu như không còn, hiển nhiên đã mất đi hiệu lực rồi. Hai người không có dừng lại lâu, xuyên qua cổng trào đi vào phía trong hơn trăm bước, đi tới trước một tòa đại điện. Bên ngoài đại điện về cơ bản coi như nguyên vẹn, chẳng qua nửa cánh cửa điện đã không thấy bóng dáng, thêm đá dưới mái hiên trước cửa cũng không có thuyết động, phía trên nứt ra một vết màu đen sâu đậm, hiển nhiên là do người nào dùng một đao bổ ra hai nửa. Liễu đại ca, lúc trước phía trên trụ cổng trào có phù văn thì không nói, nhưng làm sao trên thềm đá này cũng có phù văn lục phú tình cúi người nhìn hai tấm thềm đá có chút nghi hoặc hỏi nếu ta nhìn không lầm lúc trước phiến khu vực này hẳn là được một tòa trận pháp bao bọc che giấu chỗ cổng trào kia và khối thềm đá này kể cả quảng trường phiến đá kia đều là mắt trận chẳng qua đã bị người phá hư hết hàn lập trầm ngâm nói ý của ngươi là có người đến đây trước chúng ta sao lục phú tình có chút bối rối nhìn khắp nơi một cái nhỏ giọng hỏi linh khí trận pháp nơi đây đã hoàn toàn tiêu tán có lẽ phá trận đã rất lâu rồi hẳn là tiên phủ hiện thế lần nào đó lúc trước đã có người đến nơi này phá vỡ cấm chế lấy đi chân bảo cất giấu nơi này rồi hàn lập suy nghĩ một chút rồi nói lục phú tình vừa nghe đến bảo vật đã bị người lấy đi rồi thở nhẹ ra nhưng cũng không khỏi có chút thất vọng mở miệng nói đã như vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian ở đây nên tiếp tục đi tới a à. thời gian cũng không nhiều đấy không vội có lẽ số lượng bảo tàng bên trong tiên phủ cũng không ít chưa hẳn không sử dụng cùng loại trận pháp cấm chế nơi này chúng ta xem trước một chút trận pháp bố trí nơi đây, về sau nếu gặp được, có thể tiết kiệm không ít thời gian phá giải A. Hàn Lập không nhanh không chậm nói, đúng, tại sao ta lại không nghĩ tới, vẫn là liễu đại ca kinh nghiệm phong phú, suy tính chu đáo. Lục vũ tình nghe vậy, giật mình nói ra, Hàn Lập cười cười, đi đến bậc thang, đẩy nửa cánh cửa khép hờ, đi vào đại điện. Lục vũ tình cũng rón rén đi theo sau lưng Hàn Lập, bước vào đại điện. Trong đại điện không có vật gì, chỉ có mấy chỗ tổn hại trên nóc nhà có từng mảnh bông tuyết rơi xuống, chưa chạm đến mặt đất, liền tự tiêu tán ra. Đi ra đằng sau đại điện còn có mấy gian đại điện khác và một tòa lầu các ba tầng, tình hình cơ bản cũng giống phía trước, cũng không tổn hại nhiều, nhưng bên trong cũng không có vật gì. Đi thôi, đi từ lầu các xuống, Hàn Lập phất tay gọi ra linh thuyền lần nữa, gọi lục vũ tình một tiếng, rồi hai người khống chế linh thuyền phóng lên trời, bay về phía trước. Phía trước bông tuyết vẫn dày đặc, hai người càng tiến vào chỗ sâu trong băng nguyên thì gặp khu kiến trúc ven đường càng nhiều, trong đó cái quy mô nhất phải gấp 10 lần so với cái gặp lần đầu, cái quy mô nhỏ hơn thì chỉ có duy nhất một tòa lầu các và tòa nhà hình tháp, thoạt nhìn giống như khu dành cho tôi tớ tạp dịch. Nhưng bất luận loại nào, trên cơ bản trong quá trình tiên phủ mở ra lúc trước đã bị người phá giải cấm chế, cướp sạch không còn. Hàn Lập sớm đã sở liệu, không cảm thấy vấn đề gì, ngược lại lục vũ tình lại chu miệng, cảm thấy rất là đáng tiếc bất quá dọc theo con đường này lại có chút bình yên, không gặp được người nào, cũng không gặp yêu thú qua lại. Cứ như vậy hai người khống chế linh thuyền đi tiếp, càng đi sâu vào bên trong thì phong tuyết trên bầu trời càng mạnh mẽ, áp chế thần thức bọn họ càng nghiêm trọng. Về sau, dùng thần hồn mạnh mẽ của Hàn Lập cũng chỉ có thể dò xét trong phạm vi hơn 10 dặm. Lúc bay qua một sơn mạch băng tuyết uốn lượn, Hàn Lập mơ hồ nhìn thấy thấp thoáng trong sơn cốc phía trước lại có một khu kiến trúc. Hắn nói với Lục Vũ Tình một tiếng, sau đó thúc giục linh thuyền bay thấp xuống hướng sơn cốc. Tới gần miệng hang, hai người xa xa liền nhìn thấy bên trái sơn khẩu đứng lặng một đầu sư tử bằng đá cao mấy trượng, bị bông tuyết bao trùm, nhưng ngược lại phía bên phải có một con sư tử bằng đá lại nằm té trên mặt đất, đồng dạng bị băng tuyết vùi lấp. Đáp xuống sau lưng nó, Hàn Lập đi ra phía trước, đưa tay quét tuyết động trên người con sư tử đá bên trái, phát hiện trên người nó khắc từng đạo phù văn phức tạp, hơi không giống với lúc trước đã thấy, nhưng đại khái thuộc về cùng một loại xem ra không cần phải vào trong sơn cốc cấm chế nơi đây đã bị phá hủy lục vũ tình nhìn thoáng qua có chút thất vọng nói hàn lập nghe vậy đang tính mở miệng nói chuyện đột nhiên lông mày nhăn lại một tay nắm lấy đầu vai lục vũ tình kéo về phía sau thân hình lùi nhanh lại dán sát vào thạch bích phía sau chỉ thấy thạch sư nằm trên mặt đất phía bên phải cốc khẩu đột nhiên sống lại thân thể phấn chấn một hồi đột nhiên trở nên hung bạo vung lên một cái móng vuốt cực lớn đánh xuống hướng hai người với lực rất lớn phía trên thân sư tử chấn động rất xuống một tầng tuyết động dày đặc, phía dưới lại lộ ra một tầng băng tuyết, nhìn nó thật giống một đầu tuyết thú. Không biết có phải vì nguyên nhân này mà lúc trước Hàn Lập không cảm ứng ra nó, chỉ như một sư tử đá không có sinh mạng mà thôi. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, nâng lên một quyền, phía trên ngưng tụ ánh sáng màu xanh, đánh thẳng về phía trước. Phần Phật, lập tức quyền ảnh màu xanh phá tan phong tuyết, đánh chúng vào móng vuốt đầu tuyết sư kia. Bành một tiếng vang thật lớn, lúc cự trào tuyết sư va chạm trực tiếp quyền ảnh liền nổ bể ra hóa thành một mảnh xương mù tuyết tứ tán hàn lập chưa kịp thu quyền lông mày liền nhăn lại cảm thấy trong xương mù tuyết có một cỗ hàn khí băng hàn rét thấu xương thẩm thấu đến lập tức ngay chỗ các đốt ngón tay kết lên một tầng xương trắng trong lòng của hắn dùng mình liền tranh thủ thu nắm đấm lại đầu tuyết sư kia nâng chân trước lên một vòng xoáy màu lam hiện ra từ trong sinh ra đạo đạo gió lốc hấp lực hút đám bông tuyết đang phiêu tán hòa nhập vào trong đó theo bên trong vòng xoáy càng dũng mãnh thì bông tuyết bị hút vào càng nhiều, tuyết sư đã nứt vỡ chân trước, vậy mà sau một lát công phu lại ngưng tụ hơn phân nửa. Liễu đại ca, đây không phải là trận pháp khôi lỗi, mà là hàn thú bên trong bí cảnh tiên phủ, nếu không đánh nát hàn phách trong cơ thể nó thì nó sẽ không ngừng hấp thu phong tuyết chi lực, chữa trị tổn thương, hầu như bất tử bất diệt. Dường như lục vũ tình nhận ra vật trước mắt, vội mở miệng nhắc nhở. Hàn phách, đó là vật gì? hai mắt hàn lập gắt gao nhìn chằm chằm vào hàn thú đang khôi phục mở miệng hỏi chính là trong cơ thể con thú này dựng dục ra một khối tinh thạch cực hàn có chút cùng loại với yêu đan của yêu thú bình thường nằm ở phía sau hai mắt nó lục phú tình suy nghĩ một chút vội vàng nói hàn lập nghe nàng nói vậy ánh mắt liền tập trung vào con mắt màu u lam của hàn thú tuyết sư tâm hắn vừa động một phi kiếm màu xanh bỗng bắn ra hàn quang lóe lên phóng tới phía trước mắt trái tuyết sư Dường như linh trí con thú này cũng không cao, mắt thấy kiếm quang đánh tới, lại trực tiếp nâng cự chảo chưa kịp phục hồi đón đỡ phi kiếm. Phi kiếm đi nhanh, khi thế cũng không cường đại, nhưng khi chạm đến cự chảo tuyết sư, một hồi kiếm quang dày đặc giống như kiếm liên nở rộ đâm về bốn phương tám hướng, trực tiếp làm cả đầu cánh tay tuyết sư biến thành bột mịn. Cùng lúc đó, kiếm quang màu xanh xuyên qua mắt trái, trực tiếp bổ toàn bộ cái đầu nó làm hai nửa. Bong một tiếng sắc nhọn truyền đến, Hàn Lập nhìn thấy trên mũi thanh trúc phong vân kiếm đính một khối tinh thạch màu lam to cỡ đầu người, nhưng chỉ đâm vào hơn tắc, không có đâm xuyên qua. Chỉ thấy phía trên tinh thạch có từng sợi tuyết trắng, lưu quang nhẹ nhẹ chạy tới chạy lui, lập tức phong tuyết chung quanh hội tụ lại đầu tuyết sư. Chương 411, quen mắt, con người Hàn Lập hơi hơi co rụt lại, đương nhiên sẽ không cho con tuyết sư này cơ hội phục hồi như cũ nữa. Một tay hắn bấm kiếm quyết, trường kiếm màu xanh lập tức một hồi rung rung lên, trên thân kiếm trượt hiện ra từng luồng điện quang màu vàng hóa thành một mảnh lưới điện nhỏ màu vàng chiếu rọi xuống tức khắc phủ kín đầu con tuyết sư ánh sáng lấp lánh trắng như tuyết ở chung quanh không ngừng tụ tập tới vừa chạm vào lưới điện màu vàng thì đều nổ tung không cách nào xâm nhập mảy may một tiếng ầm ầm vang lên hàn phách tinh thạch trong đầu con tuyết sư chịu sự oanh kích của điện quang màu vàng hoàn toàn tan thành bột mịn không còn hàn phách tinh thạch chống đỡ động tác con vật chợt khựng lại tiếp theo thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất một tiếng phụt như cây gỗ mục dễ dàng hóa thành một đống tuyết động, rồi tản mát khắp bốn phía. Hàn lập không nói gì, thuận tay khẽ vẫy, trường kiếm màu xanh lập tức hóa thành một vệt sáng, bay vào trong cơ thể hắn, biến mất. Liễu đại ca thật là lợi hại, lục phú tình vỗ tay khen ngợi một tiếng, rồi bước nhanh về phía trước, ngồi xuống cạnh đống tuyết động lật tìm. Sau một lát, nàng có chút thất vọng, đứng dậy nói, uy lực công kích của liễu đại ca quá cường đại, hàn phách của con hàn thú này đã tan rã hết, một chút cũng không còn, ngươi muốn hàn phách để làm gì hàn lập hỏi liễu đại ca có chỗ không biết vật này có tính thực hàn nhưng cũng không thiên về âm tính mặc dù còn kém hàn tủy vạn năm nhưng cũng có một vài công dụng như hàn tủy tóm lại giữ được là tốt mang đến thành hắc phong cũng có thể đổi được không ít linh thạch đâu lục vũ tình giải thích hàn lập cũng không nói gì nữa gật đầu rồi xoay người đi vào sơn cốc đi vào phía bên trong khu quần thể kiến trúc đường vào sơn cốc có chút chật hẹp bên trong tuyết động còn dày hơn so với ngoài cốc rất nhiều mỗi một bước đi sẽ bị ngập đến tận eo. Hàn lập liền vận chuyển pháp lực sử dụng khinh thân chú, thân thể liền nổi trên tầng tuyết, hướng trong cốc đi vào. Lục Phú tình thấy thế, cũng liền bắt trước làm theo, đi phía sau hàn lập. Hai người đi một mạch vào bên trong, ước chừng nửa khắc đồng hồ, cũng không hề gặp bất kỳ con hàn thú nào, thuận lợi đi tới một quảng trường khá bằng phẳng. Khu vực này cũng giống như đã thấy lúc trước, có kiến trúc bình thường, tình trạng gió tuyết cũng giảm đi vài phần, tuyết động cũng không sâu lắm, kiến trúc bên trong sơn cốc này có diện tích không nhỏ, hầu như bao trọn mọi nơi trong cốc, thoạt nhìn giống như một thôn trấn nhỏ, chỉ là bên trong kiến trúc có chút to lớn, trang trí cũng hết sức hoa mỹ. Trong đó có không ít hành lang, mái ngói cũng được khắc phù văn trận pháp huyền ảo, nhưng hầu như tất cả đều bị phá hư, nơi này có cất dấu chân bảo tự nhiên cũng đã bị người nhanh chân đến trước cướp sạch không còn rồi. Hai người hàn lập ở chỗ này tìm kiếm hơn nửa canh giờ, mới kiểm tra qua được từng nơi kiến trúc này một lượt, bên trong chỉ phát hiện một ít pháp bảo hư hại, đều là đồ phế phẩm không có một chút tác dụng nào. Sau khi đi khỏi lầu các cuối cùng, Hàn Lập nhìn thoáng qua phía sau thôn trấn, chỉ thấy chỗ cuối sơn cốc đó vậy mà không phải là thân núi tuyết, mà là một vách núi băng tinh, oánh ánh trong suốt. Phía dưới vách núi có một khoán động cao mấy trượng, tựa hồ một mực thông đến phía sau sơn cốc, cũng không biết nông sâu. Hàn Lập cùng Lục Vũ Tình liếc nhau một cái, rồi chậm rãi đi tới phần cuối sơn cốc, đi tới khoán động phía dưới. Hai người nhìn vào phía bên trong động, chỉ thấy ánh sáng bên trong lờ mờ đồ vật mơ hồ không rõ chỉ ở ngoài mấy trăm trượng mới thấy được một điểm ánh sáng tựa hồ chính là chỗ cuối của khoán động này hai mắt hàn lập lóe lên lam quang thần thức chợt buông ra dò xét vào bên trong động sau một lát hắn tự nhiên lắc đầu đi vào bên trong lục phú tình miệng ngập ngừng vốn định mở miệng hỏi cái gì đó nhưng thấy hàn lập tựa hồ không có ý định dừng lại lâu nên cũng vội vàng đi theo đi vào bên trong khoán động Hàn Lập mới phát hiện không chỉ hai bên vách núi và trên đỉnh đầu, mà ngay cả mặt đất dưới chân, tất cả đều là băng cứng màu xanh nhạt, phẳng như gương, bóng loáng. Bên trong khoán động vô cùng vắng vẻ, ngoại trừ tiếng bước chân của hai người, không còn có bất luận âm thanh gì. Hàn Lập đi không nhanh, thỉnh thoảng còn dừng bước, quan sát bốn phương tám hướng một hồi, sau đó mới sau đó mới tiếp tục hành tẩu. Sau ba lần lặp đi lặp lại như vậy, Lục Phú Tình rốt cuộc nhịn không được nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi. Liễu đại ca, sao ca lại vừa đi vừa nghỉ, là phát hiện ra cái gì sao? Hàn Lập không trả lời nàng ngay, cũng không quay đầu nhìn nàng, chỉ là khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục động tác của mình. Lục Vũ Tình thấy vậy, có chút bất đắc dĩ đi theo phía sau. Lúc đi tới vị trí chính giữa khoán động, Hàn Lập lần nữa dừng lại. Đầu tiên là hắn nhắm hai mắt, đứng im lặng trong chốc lát, sau đó lại ngồi xổm xuống, vỗ một trường trên mặt đất, trong hai mắt lóe ra lam quang, rơi vào trầm tư. Phía dưới này có động tính, sau một lát, hắn mở miệng nói, lục vũ tình nghe vậy, trong lòng hơi động, nhưng nàng chưa kịp phản ứng gì, trong lòng bàn tay hàn lập đã tụ một chút quang mang, chợt ép xuống. Ngay sau đó, liền nghe thấy một tiếng két vang lên. Băng cứng dưới lòng bàn tay hắn đột nhiên nứt toát ra, tiếp theo tách thành những kẽ nứt giống như mạng nhện, mở rộng ra bốn phía. Hàn lập đứng dậy, lùi về phía sau mấy bước, khu vực kẽ nứt vừa mới bị hắn ấn ra một trường liền lún xuống phía dưới, sụp thành một cái lỗ lớn rộng hơn một trường phía dưới lỗ lớn chuyển đến tiếng gió thổi vù vù bên trong tựa hồ còn không gian rất lớn hàn lập không nói gì thân hình nhảy một cái trực tiếp chui vào bên trong động khẩu rơi xuống phía dưới lục phú tình còn chưa kịp hỏi hàn lập đến tột cùng phát hiện điều gì cũng đã không nhìn thấy bóng dáng của hắn rồi rơi vào hoàn cảnh này nàng cũng chỉ còn cách nhảy xuống theo hai người kẻ trước người sau kẻ trước người sau từ động khẩu rơi xuống rất nhanh hai chân lại lần nữa chạm trên mặt đất hàn lập ổn định thân hình chỉ cảm thấy đất dưới chân có chút mềm và ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ thấy tầng bông tuyết màu lam dày tới ba thước kia phủ tràn trên đỉnh, dưới này quả nhiên là có động thiên khác. Liễu đại ca đây là địa phương nào, cảm giác có chút là lạ. Lục phú tình nhìn trái phải một lượt, phát hiện mình đang ở trong thông đạo dưới lòng đất tối đen như mực, có chút mù mờ, hỏi. Đừng nói nữa, chú ý đi theo ta là được. Hàn lập đặt tay lên môi làm thủ hiệu im lặng, rồi nói. Lục phú tình liền lập tức khép miệng lại, không nói nữa, chăm chú theo hàn lập đi dọc theo thông đạo xuống phía dưới hai người ở trong thông đạo đen như mực sau khi đi chéo xuống phía dưới hơn trăm trượng thì dừng lại ở ngay phía trước chỗ bọn hắn có một điểm sáng yếu ớt chiếu vào đồng thời cũng có trận trận âm thanh trầm muộn ầm ầm truyền tới hai người liếc nhau trong bóng tối đồng thời che giấu khí tức trên người mình tiếp tục đi xuống phía dưới đi tới cuối lối đi âm thanh ầm ầm lúc trước nghe được càng trở nên rõ ràng chuyển đến vang vọng bên trong lối đi Hàn Lập đi tới cửa ra thông đạo, vừa nhìn thì phát hiện mình ở trên vách đá dựng đứng. Phía dưới vách đá rõ ràng là một hang động đá vôi to lớn trong lòng đất. Hắn phóng ánh mắt nhìn vào bên trong động đá vôi, chỉ thấy nơi đó trận trận kiếm quang, tiếng nổ không ngừng. Dường như có hai đạo nhân ảnh cùng mấy con hàn thú hình thể khổng lồ đang chém giết lẫn nhau. Ngay chính giữa động đá vôi, một quảng trường đá trắng khá rộng lớn do con người tạo ra, bên trên trước kia tựa hồ có một tòa điện các quy mô không nhỏ, chẳng qua lúc này đã bị tàn phá hoàn toàn, biến thành một đống phế tích. Ánh mắt Hàn Lập dừng lại một chút, phát giác hai đạo nhân ảnh trên quảng trường mặc trang phục nhìn rất là quen mắt, một người trong đó là hán tử trung niên có dáng vóc cao lớn, khoác trên người áo choàng đen thui, rộng thùng thình, nơi cổ áo theo hình đầu lâu, hiển nhiên là tu sĩ quỷ khấp tông. Một người khác là lão giả có vóc dáng thấp bé, tiêu tụy, mặc trên người áo ngắn màu đen, trên đỉnh đầu còn buộc một cái khăn đen, giống như trang phục thông thường của tu sĩ nam lê tộc, Lúc trước sự chú ý của Hàn Lập đều tập trung ở lão giả Trần Phi, cùng tên mang Kim Trường, cũng không chú ý quá nhiều đến những người khác của hai thế lực này, cho nên đối với hai tên trước mắt danh tính cụ thể như thế nào cũng không có ấn tượng gì. Lúc này sau khi quan sát tỉ mỉ, hắn thấy tên lão giả tiểu tùy kia tuy vóc người thấp bé nhưng thực lực cũng không tầm thường, tay giơ cao một cây đại kích màu vàng óng cao gấp đôi người lão huy vũ, quả thực giống như một cây quạt vàng, không ngừng ở giữa không chung quét ra từng vệt mặt quạt màu vàng to lớn hai con hàn thú tuyết sư cao mấy trượng, mỗi khi cự trảo hạ xuống đều bị mặt quạt quét chúng, nhẹ thì chân tuyết bị nứt, vỡ thành những vết rách thông suốt, nhìn mà phát sợ; còn nặng thì trực tiếp gãy lìa. Còn tên trung niên hán tử quỷ khắp tông kia thì không có sử dụng binh khí gì, đang tay không cùng một chỗ với hai con hàn thú như là vượn tuyết chém giết nhau. Trên đầu quyền có bạch quang mở ảo, ở giữa mơ hồ có quang điểm màu lam, giống như tinh vân. Chỉ thấy mỗi một quyền đánh ra, hư không trước người lập tức nổ đùng một tiếng toàn thân hàn thú vượn tuyết bốc ra hàn khí nhẹ nhẹ, chỗ thân thể bị chạm vào liền phát ra một tiếng nổ lớn, rồi nổ tung thành bột mịn. Hai người nhìn như đang chiếm thế thượng phong, huy quyền múa kích đều thuận lợi, nhưng trên thực tế lại tương đối căng thẳng. Hàn thú này tựa như không giống thực thể bị thương tổn thông thường, thương thế trên người chúng bất kể nghiêm trọng như thế nào, đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Trạng thái khôi phục hình dạng cũng giống với con tuyết sư mà hai người hàn lập đối phó ở cửa, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn không ít. Điểm chết người nhất chính là ngoài bốn con hàn thú, nơi cung điện phế tích này còn có một con tuyết cưu như được điêu khắc từ băng tuyết, đôi mắt xanh thẳm phẳng phất có linh tính, chòng chọc, chọc nhìn bọn họ. Có thể tưởng tượng, chỉ cần hai người có chút sơ hở, tuyết cưu liền lại đột nhiên bạo khởi, lấy thế nhanh như chấp, không kịp biệt tai công kích hai người, khiến người ta khó lòng phòng bị. Con thú này không giống bốn con hàn thú kia, mỏ nhọn có thể phun ra từng vệt băng ti màu bạc giống như tên, trong đó ẩn chứa pháp tắc lực băng thuộc tính, dù là hai người kia đều có tu vi chân tiên, cũng không dám kinh thường. Hàn lập tỉ mỉ xem xét tình trạng chiến đấu của hai người với mấy con hàn thú, cùng với công pháp hai người thi triển một hồi thì đầu tiên là chân mày hơi nhíu lại, tiếp theo dướn lên một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là trùng hợp, lại là bọn họ, chương 412, đi theo. Đúng lúc Hàn Lập đang cân nhắc, đã thấy Hàn Thú Tuyết Cư kia vốn đang lẳng lặng đứng im đột nhiên dương cánh bay lên, lướt hạ thấp xuống một cái, từ bên cạnh con hàn thú tuyết viên bay lượn xuống giống như nước chảy mây trôi, chia ra hai móng vuốt giống như móc câu vừa vặn đánh ra một quyền, hung hăng chảo tới cổ trung niên hán tử. Tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng, trung niên hán tử bị tập kích bất thình lình, cả kinh sợ hãi, nhưng tựa hồ kinh nghiệm lâm trận đối địch có chút phong phú, chỗ ngực bụng bảy khối tinh thần đồ màu lam bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó ngoài thân hiện ra hơn 10 chỗ quang điểm màu lam, ngay dưới cổ cũng vậy. Xuất hiện theo những điểm sáng này, một tầng bạch sắc quang mang giống như ánh sao lập tức hiển hiện, khó khăn lắm vừa mới bao phủ hết bên ngoài thân hắn, cự chảo tuyết cưu cũng đã vổ xuống. Bom, một tiếng va chạm rợn người vang lên, móng vuốt móc câu tuyết cưu xẹt qua vùng cổ cùng đầu vai hắn tử, làm cho bạch quang bên ngoài thân xé rách lộn xộn một hồi, nhưng rốt cuộc cũng không thể phá vỡ. Nó vừa vụt chéo qua, con tuyết cưu đột nhiên uốn éo quay lại, há miệng phun ra, một đạo hào quang màu trắng bạc ngưng tụ thành mũi tên băng ti lập tức nổ bắn ra, cuốn theo một cỗ hàn ý lành lạnh, đánh thẳng tới chỗ yếu hại trên ngực trung niên hán tử. Hừ, ánh mắt hán tử lóe lên, trên nắm tay đã thu hồi bên người, lập tức bộc phát ra một đoàn bạch quang chói mắt, nghênh đón lấy đạo mũi tên băng ti kia mãnh liệt bắn tới. Ầm um một tiếng vang thật lớn, đạo mũi tên màu bạc kia cùng quyền của trung niên hán tử, rốt cuộc đồng thời bạch quang vỡ ra, một trận khí tức u hàn như xương trắng lập tức tràn ra, trong nháy mắt ngay tại cánh tay phải hán tử quấn lên một tầng băng tinh màu lam hán tử trung niên chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dần, gã chưa kịp nghĩ cách bỏ đi băng tinh trên cánh tay, thân thể cao lớn con tuyết viên hàn thú lúc trước cùng giao chiến, từ một bên bất ngờ tập kích tới, va chạm mãnh liệt, liền hút cho trung niên hán tử ngã bổ ngửa bay ngược ra ngoài. ầm ầm một tiếng nổ vang lớn, trung niên hán tử liên tiếp đập vào mặt thạch bích, dính đầy khắp người, vòng quanh thân gã liên tiếp vết dạn chẳng chịt, lan tràn ra xung quanh, vô cùng đáng sợ. Nhưng rất nhanh trung niên hán tử kia liền từ trên vách đá vùng vẫy rút cánh tay ra, hướng vách tường sau lưng đập một cái, cả người liền mượn lực bay ra, thoạt nhìn dường như cũng không bị tổn thương gì. Hùng Sơn đạo hiếu, nếu như ngươi còn muốn che giấu, không xuất ra bản lĩnh thực sự, ta xem đường kế tiếp, chúng ta hãy tách ra thôi. Trung niên hán tử vẻ mặt có chút giận dữ, nhìn về phía lão giả tiêu tụy nói. Hư, ngươi đúng là không biết xấu hổ, nếu không phải lãnh diễm đạo hiếu người cố chấp, quyết đi tới chỗ này, chúng ta há có thể dính cạm bẫy, chỗ tốt thì không muốn đến, còn muốn vướng víu với đám hàn thú nơi đây. Lão giả Tiêu tủy cũng rất bất mãn, không chút khách khí đáp trả. "Từ lúc ta đề nghị thử vào dò xét một phen, cũng đã bàn bạc qua với ngươi, ngươi cũng không phản đối gì, tầm bảo trong bí cảnh, mạo hiểm luôn đi cùng với kỳ ngộ, huống hồ Minh Hàn Tiên phủ này vạn năm khó gặp. Hôm nay cùng lắm cũng chỉ mấy con hàn thú, giải quyết xong là được, kéo dài để làm gì?" Hán Tử Trung Niên có chút khinh thường nói, "Ta nói đi tiếp vẫn là việc quan trọng hơn." nhưng thấy ngươi cương quyết như vậy, ta tự nhiên không muốn nói thêm gì. lão giả tiêu tuệ lắc đầu nói ra. hai người trong hang động đá vôi này rõ ràng là phó đạo chủ trúc long đạo hùng sơn cùng người quen biết cũ với hàn lập là lãnh diễm lão tổ. trong lòng hàn lập có chút không hiểu là hai người này rõ ràng là một người mượn danh quỷ khấp tông mà đến, một người lại giấu mình trong đám tu sĩ nam lê tộc, lẽ ra không nên tụ họp thành một chỗ. có thể bọn hắn chẳng những cùng lúc xuất hiện tại nơi đây giữa hai bên tụa hồ đều hiểu biết rõ lai lịch của đối phương, xem ra lại giống như đồng bọn đang hợp tác, chẳng lẽ là bạn cũ hay sao? Mà thôi bỏ đi, lần này là sơ suất của ta, cùng lắm về sau, nếu tìm được đồ vật, người chọn trước một kiện là được. Bây giờ nên tranh thủ thời gian giải quyết phiền toái trước mắt, để còn rời đi. Lãnh diễm lão tổ tử biết đối lý, nói gấp, Hùng Sơn trong bộ dạng lão giả tiểu tụy thấy đối phương nói như thế, trái lại thích thú cũng không nói thêm gì, lật cổ tay một cái, thu kim sắc trường kích kia vào trên tay lại một lần nữa bấm ra một cái kiếm quyết ngay sau đó khí tức trên người gã biến đổi pháp lực chân tiên hậu kỳ dồn dập chấn động ra hư không phía sau lưng bắt đầu nổi lên trận trận gợn sóng kim sắc liên tiếp từng tầng kim sắc kiếm ảnh chi chít như đuôi khổng tước xòe ra tỏa ra từng trận kim quang chói mắt nhanh chỉ nghe một tiếng hô hiệu lệnh vô số đạo kim quang kiếm ảnh lập tức nổ bắn ra như là dòng thủy chiều kiếm ảnh phi tới hai con tuyết sư hàn thú muốn nuốt sống vào Bên trong dòng lũ kiếm ảnh, tiếng kim thạch giao kích kêu bong không ngừng vang lên, vang xuất ra trận trận lưỡng sắc quang mang kim, bạch. Sau một lát, rốt cuộc toàn bộ kiếm lưu trào ra, thân hình tuyết sư hàn thú đã phân ly tan giã, triệt đề không còn tồn tại, còn hàn phách tinh thạch ẩn nấp phía sau con mắt thức thì phơi bày ra, lơ lửng giữa không chung, không ngừng hấp thu bông tuyết cùng hàn khí tan vỡ tản mạn bốn phía. Chỉ thấy ở giữa không chung, thân ảnh thấp bé hùng sơn chợt lóe lên, trong tay hắn nắm chặt chuôi kim sắc trường kiếm, trong nháy mắt liền đem hai quả hàn phách tinh thạch chém vỡ hết, triệt để cắt đứt khả năng hồi phục như cũ của nó. Con tuyết cưu kia thấy thế, thân thể ở giữa không trung chuyển mình một cái, hai cánh nó vung vẩy lấy lại thăng bằng bổ xuống dưới. Bên kia, quanh thân lãnh diễm lão tổ nổi lên hào quang, làm sắc quang điểm trên huyền khiếu từng cái cũng nối nhau phát sáng lên, so với lúc hàn lập lần đầu nhìn thấy, tựa hồ còn nhiều hơn một chút. Chỉ thấy gã vừa xài bước ra, lực lượng tinh thần ngưng tụ phía trên đầu nắm tay, hướng phía một con tuyết phiên hàn thú trước mặt nện tới. Tuyết phiên cũng vùng quyền đón lấy, hai nắm đấm một lớn một nhỏ, cuốn theo trận gió gào thét đụng vào nhau. Oanh một tiếng vang thật lớn, một cỗ sức gió mãnh liệt đến cực điểm, từ trên nắm tay lãnh diễm lão tổ bắn ra, hóa thành một cỗ khí kình rồi rào phóng tới bốn phương tám hướng. Vị trí thông đạo hai người hàn lập không quá rộng, thoáng cái bị cuồng phong ập vào, tiếng nổ đùng vang lên một hồi, thổi chúng thân hình mảnh mai lục vũ tình làm nàng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì kêu ra tiếng rồi. May mà Hàn Lập ở ngay bên cạnh, một tay níu lại ống tay áo của nàng, một tay bụng chặt miệng nàng lại, đồng thời có một tầng hào quang hiển hiện ra, bọc lấy hai người. Đợi cho toàn bộ hết thảy sức gió qua đi, Hàn Lập mới nhìn nàng lắc đầu nhẹ nhẹ, chậm rãi buông lỏng bàn tay ra. Lục vũ tình mím chặt đôi môi, dựa sát vào thạch bích trong thông đạo, không hề phát ra âm thanh nào. Hàn Lập quay người lại, nhìn tới phía lãnh diễm lão tổ bên kia, trong nội tâm nổi lên ý niệm trong đầu. Chỉ thấy chỗ đó gió mạnh bắt đầu dừng, bụi mù dần dần tản ra, cánh tay cứng cáp con tuyết viên kia đã hoàn toàn nổ tan, ngay chỗ đứt gãy có một đạo vòng xoáy màu lam rất nhanh xoay tròn, hấp thu hàn khí chung quanh ngưng tụ một lần nữa. Lãnh diễm lão tổ hiên nhiên sẽ không cho nó cơ hội, sau khi tránh thoát công kích của tuyết viên hàn thú kia, thân hình nhảy dựng lên cao vút, đạp tới trên đầu đám thú, một cước nâng lên, hướng xuống phía trên đỉnh đầu chúng nó dồn dập đạp xuống. Bạch quang dưới lòng bàn chân gã liền chút ra lực lượng tinh thần vừa mới ngưng tụ, tại nơi va chạm với đầu tuyết viên, lập tức tán ra hào quang chói mắt. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đầu tuyết viên lập tức nổ tung ra, một quả hàn phách tinh thạch trong suốt sáng long lanh cùng từ trong đó bắn ra, bị lãnh diễm lão tổ nắm chặt trong lòng bàn tay. Bàn tay kia của gã lóe lên hào quang, nhanh nhẹn lấy ra phù lục màu tím dán lên hàn phách, tiện đó thu luôn vào nhẫn chữ vật, thân hình lần nữa liền nổi lên, lướt tới con tuyết viên hàn thú khác. Bong, đúng lúc này, một tiếng vang dội bén nhọn từ đỉnh hang động đá vôi truyền đến, tiếp theo liền có một đạo kim sắc kiếm quang to lớn vô cùng nhô lên cao lướt qua, con tuyết cư vừa mới quay người lại, đang lơ lửng trên hang động đá vôi, đã bị đạo kiếm quang này quét trúng, thân hình từ trên không trung trực tiếp toát ra, chia thành hai nửa. Chỉ thấy kim sắc kiếm quang thế đi không giảm, mái vòm hang động đá vôi ầm ầm nứt vỡ, từng khối cự thạch to như cối say rơi xuống như mưa, liền nứt ra một đạo khe hở rộng vài trượng. Vù vù tiếng nổ vang lớn, một tia ánh sáng mặt trời xuyên qua từ chỗ kẽ nứt, cuồng phong cuốn xuống thổi lấy tuyết bay lên đầy trời, điên cuồng chui vào trong cái khe nứt. Hùng Sơn đứng ở chỗ loạn thạch rơi xuống, chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay, quay đầu nhìn lại phía lãnh diễm lão tổ bên kia. Chỗ đó chiến đấu cũng đã hạ màn, còn tuyết phiên kia cùng gã giao phong lúc trước đều như nhau, bị lực lượng tinh quang ẩn chứa trong một quyền đánh bể đầu, kèm theo hàn phách tinh thạch đồng thời biến thành bột mịn lần này tiên phủ mở ra cung chủ của những thế lực hàng đầu là bắc hàn tiên cung và thượng lưu cung lại tự mình đi vào bí cảnh tình huống phức tạp hơn trước rất nhiều lộ trình tiếp theo tuyệt đối không thể gây thêm rắc rối nữa nhìn lãnh diễm lão tổ đi tới hùng sơn với giọng điệu bất thiện nói đúng là không thể khác được lần trước sau khi tiên phủ mở ra mọi người mới biết được những khu vực đã thăm dò qua đều thuộc phạm vi u hàn cảnh chẳng qua chỉ là một chỗ ở mép ngoài của minh hàn tiên phủ này nếu tìm kiếm vào trung tâm tiên phủ thì rất có thể còn có động thiên khác hắc hắc bảo bối bên ngoài đã có nhiều như vậy bên trong còn có kỳ chân dị bảo gì không ai biết được nhưng làm sao có thể khiến những nhóm thế lực hàng đầu kia không mơ ước cơ chứ lãnh diễm lão tổ thở dài nói lần này chúng ta mượn danh nghĩa vô thường minh và thập phương lầu trà trộn vào trong đây mạo hiểm nhiều như thế nào chắc cũng không cần ta nhắc nhở ngươi nữa sắc mặt hùng sơn nghiêm nghị nhìn gã nói ta đây đương nhiên hiểu rõ bất quá người cũng không cần quá lo lắng, chỗ đó có vị trí bí ẩn như vậy, những người mà năm đó cùng chúng ta phát hiện đều đã chết rồi, cho nên sẽ không có kẻ nào tìm ra được chỗ đó trước chúng ta đâu. Lãnh diễm lão tổ nói, Hùng Sơn nghe nói lời ấy, thần sắc thoáng hòa hoãn, mở miệng nói ra. Tốt rồi, bất kể thế nào, chúng ta đi vào trong đó trước, sau khi lấy được các thứ mình muốn, liền tách ra làm việc đi. Ta cũng có ý này, lãnh diễm lão tổ gật đầu nói, lời hai người vừa dứt, chỉ dừng lại trong chốc lát nơi này, liền một trước một sau bay vút lên, thân hình lóe lên bay khỏi mặt đất xuyên qua khe hở kia, bay vào trong gió tuyết mênh mông. Đi, chúng ta theo sau. Hàn lập nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, nhìn lục vũ tình nói một tiếng, liền đi trước ra khỏi thông đạo, hướng phía kẽ nứt mái vòm bay ra ngoài. Lục vũ tình sau một chút do dự, liền tranh thủ thời gian đi theo. chương 413, Đồn Đại Tu vi lục vũ tình so với hàn lập và đám người lãnh diễm lão tổ kém hơn rất nhiều, vì phòng ngừa động tính quá lớn, tốc độ tự nhiên chậm hơn, không theo kịp. Lên Linh Chu, Hàn Lập thấy vậy, phất tay lên, sử dụng Thanh Diên Linh Chu. Lục Vũ Tình cảm ơn một câu, rồi phi thân lên Linh Chu. Hàn Lập cũng nhẹ nhàng bay lên Thanh Diên Linh Chu, sau đó miệng lẩm nhẩm, một tay giơ lên, một vòng thủy đoàn màu đen từ trong tay áo bảo bay ra, hóa thành một tầng u quang tràn ra chung quanh, rất nhanh bao phủ Thanh Diên phi chu phi chu được u quang bao phủ khiến cho hết thảy linh quang dao động tản ra phảng phất như lửa gặp nước đều bị tiêu thất phi chu biến thành một cái bóng nhỏ bé không thể nhận ra lại không tản mát ra chút khí tức nào hàn lập khẽ gật đầu đây là thần thông ẩn nấp do những năm trước đây tìm hiểu thủy pháp tắc kết hợp khi trước cô động trọng thủy hắn tự nghĩ ra xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm đang cân nhắc hắn dùng chân điểm lên trên mặt thuyền thanh quang trên chân lóe lên phi chu lập tức phóng đi hóa thành một cái bóng mơ hồ đuổi theo hai người lãnh diễm lão tổ rất nhanh đã đuổi kịp hai người hàn lập cũng không áp sát quá gần cách khá xa bên ngoài phạm vi cảm ứng thần thức của hai người liễu đại ca vì sao chúng ta phải theo hai người này lục vũ tình hỏi nhỏ nàng có tu vi yếu vừa xong cũng không dám triển khai thần thức tra xét nên không nghe được đối thoại của hai người lãnh diễm lão tổ nghe bọn họ vừa mới nói lần trước tiên phủ mở ra họ đã tới chỗ bảo tàng gì đó lần này giống như là muốn đi lại Chúng ta lần đầu vào Minh Hàn Tiên Phủ, hiểu biết về nơi này có hạn, nơi đây cũng không phải là khu vực mà ngươi đánh dấu, so với việc sông loạn mò mẫm ở bên ngoài thì không bằng đi theo đám bọn họ. Hàn Lập đem lời đối thoại của hai người đơn giản lặp lại một lần, sau đó nói. Vận khí chúng ta thực là không tồi, mặc dù thực lực hai người này không kém, nhưng với thần thông liễu đại ca căn bản không đáng để lo. Nếu thật là có bảo tàng gì đó, chúng ta liền một lần làm hoàng tước là được rồi. Lục Phú Tình chớp mắt một cái, cười nói hàn lập từ chối cho ý kiến chỉ cười cười rồi lập tức kiềm chế tâm tư chuyên tâm truy tung hai người phía trước lãnh diễm lão tổ thì không có gì nhưng hùng sơn thì tu vi của người này tinh xảo làm người lại cơ cảnh tuy thực lực bây giờ của hắn đã tiến bộ nhiều nhưng cũng không dám quá xem thường người này lục phú tình thấy hàn lập chuyên tâm thao túng phi chu cũng không có quấy dày tự mình đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần cùng lúc đó ở một nơi nào đó trong tiên phủ Nơi này là một mảnh băng nguyên minh mông vô bờ, ngoại trừ một vài đồi núi cao thấp không đồng nhất ở bên ngoài, ở trung tâm chỉ có một tòa cô phong tuyết trắng sừng sững, cao vút tầng trời. Bốn phía ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng gió thổi gào thét cuốn qua, còn có vẻ rất là an tĩnh. Nhưng vào lúc này, ở một chỗ nào đó trước cô phong, trong hư không đột nhiên ba động, tự nhiên hiện ra một vòng xoáy xương mù bán trong suốt. Sau khi vòng xoáy thu lại, nhất thời hiện ra một cái phi sa ngọc bích dài khoảng 10 trường phi xa toàn thân hẹp dài, mặt ngoài tinh điêu ngọc trác, tựa như một thanh ngọc như ý, bên trên là thân ảnh một gã nam tử vóc người cao gầy, đằng trước đằng sau xe còn có hai kim giáp khôi lỗi cầm trường kích trong tay đang đứng. Quanh thân nam tử được một làn mây trắng bao phủ, lưu chuyển không ngừng, dung mạo có vẻ hơi mông lung nhưng mơ hồ có thể thấy năm ngũ quan rõ ràng. Y vừa hiện thân, liền quét nhìn chung quanh không xác định, cuối cùng mắt sáng lên nhìn kỹ vào một hướng khác. Xem ra vẫn không tính là quá muộn sau khi tên nam tử tự lẩm bẩm một tiếng, mặt ngoài phi sa ngọc bích dưới chân y nổi lên một tầng thanh mang. Tiếp theo tiếng xé gió nổi lên, phi chu hóa thành một đoàn lục quang lao vội vã về phía trước, lại vài cái chấp động, liền biến mất ở chân trời, không thấy bóng dáng. Hai người lãnh diễm lão tổ phi độn một mạch về phía trước, trên đường không dừng lại chút nào, trong nháy mắt đã bay ba bốn ngày. Mặt đất phía dưới dần dần không còn là băng nguyên bao la nữa, từng bước chuyển thành vùng núi đồi. Từng ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, che lấp lấp băng tuyết rất dày, lập lè lấp lánh, thoạt nhìn có chút mỹ lệ. Liên tiếp dày đặc những ngọn núi tuyết trong suốt nguy nga, tráng lệ. Trong núi tuyết, thỉnh thoảng xuất hiện một hai công trình kiến trúc cung điện nhỏ, thậm chí thần thức quét xuống, có thể cảm thụ được bên ngoài tản ra dao động linh lực nhẹ nhẹ, bên trong hẳn là có chút đồ đạc. Thế nhưng hai người lãnh diễm lão tổ cũng không hề nhìn những kiến trúc phía dưới này, chỉ là một mạch bay thẳng về phía trước. Mặc dù Hàn Lập có lòng muốn đi xuống xem một chút, nhưng thấy hai người phía trước như vậy, cũng chỉ có thể bỏ qua xem bộ dáng như thế này chỗ kia thật đúng là có chút xa xôi hy vọng đừng để cho chúng ta thất vọng lục phú tình khẽ thở dài nói tạm thời theo dõi kỹ hãng đánh giá hàn lập gật đầu một cái nói tiếp theo song phương một trước một sau liên tục bay ba bốn ngày không biết đã đi được bao nhiêu vạn dặm u hàn cảnh này diện tích bao la như thế phi hành lâu như vậy một chút dấu hiệu cuối con đường cũng không có trong mắt hàn lập lóe lên thần sắc vô cùng kinh ngạc hắn vốn cho rằng đây chỉ là một tòa tiên phủ. Kết quả là một u hàn cảnh đã có diện tích to lớn như thế, sợ rằng đã không kém diện tích hải vực hắc phong nếu cộng thêm các cảnh khác chỉ sợ so với một vài giới diện loại nhỏ cũng không kém bao nhiêu. Lãnh diễm lão tổ và hùng sơn một chút ý dừng lại cũng không có, tiếp tục phi độn tiến đến phía trước. Trong nháy mắt, lại hai ba ngày trôi qua, núi tuyết phía dưới từ từ biến mất, xuất hiện một vùng biển rộng bát ngát ở phía trước, vô biên vô hạn, minh mông không gì sánh được, thoáng như một bầu trời sao vô tận. Nước biển nơi này hiện ra một màu đen kịt, thoạt nhìn tạo ra một cảm giác phi thường sền sệt. Trên không trung gió lạnh gào thét, tuyết trắng tung bay nhưng mặt biển ngoài khơi không có nổi lên bao nhiêu sóng lớn. Toàn bộ mặt biển thoạt nhìn phẳng phất như một mặt kính màu đen vô cùng khổng lồ, làm cho người ta có cảm giác rất quỷ dị. Hai người lãnh diễm lão tổ không chút do dự nào lao thẳng vào sâu hải dương màu đen phía trước. Hàn lập nhíu mày dừng lại ở mép bờ biển đen hai người lãnh diễm lão tổ ở phía trước không ngừng chạy chút nào phi hành như thế, khó bảo đảm không bị bọn họ phát hiện mà cố tình làm vậy, thậm chí có thể ở phía trước này bày ra cạm bẫy. Lúc này đã ở sâu trong tiên phủ, không được phép lơ là, sơ suất chút nào. Hắn ngắm hải dương màu đen trước mắt, ánh mắt lóe lên hai lần, hướng lục vũ tình hỏi, lục cô nương, người cũng đã biết tình huống hải vực màu đen nơi này chứ. Trong tin tức khắc phong đảo lấy được không có đề cập hải vực màu đen này. Lục vũ tình lắc đầu nói, hàn lập nghe vậy chân mày không khỏi nhíu lại trầm ngâm không nói liễu đại ca chúng ta có nên tiếp tục đuổi theo bọn họ hay không lục vũ tình ngắm nhìn bốn phía hỏi liên tục đuổi theo mấy ngày nàng cũng có chút thấp thỏm đã truy đến nơi này lúc này buông tha có chút đáng tiếc ngược lại ta muốn nhìn một chút rút cuộc là bọn họ muốn đến chỗ nào hàn lập suy tính một hồi rồi nói tay hắn bấm tay niệm thần chú thúc dục thanh diên phi chu bay về phía trước lúc này mặc dù hai người lãnh diễm lão tổ đã không thấy bóng dáng nhưng mà vết tích linh lực mà hai người phi độn vẫn còn lưu lại không cần lo lắng mất dấu hàn lập thôi động thanh diên phi chu tăng tốc độ nhanh hơn một chút rất nhanh đuổi kịp hai người lãnh diễm lão tổ hai nhóm người một trước một sau bay về phía trước thời gian bay lại trôi qua hơn một ngày hàn lập nhíu mày mặc dù không biết cái hải vực đen này rốt cuộc rộng lớn như thế nào nhưng phi hành lâu như vậy khẳng định đã đến chỗ sâu trong hải vực hai người này đến tột cùng còn muốn phi bao lâu. Theo hai người này đã 10 ngày, nếu tầm bảo bình thường cũng đã có thu hoạch có không ít nhưng bây giờ cái gì cũng không có. Hy vọng hai người này đi tới bảo tàng gì đó, bằng không bọn hắn quá thua thiệt. Hàn lập thầm nghĩ về những điều này, ánh mắt nhìn về phía trước chợt ngưng lại, miệng khẽ ổ lên một tiếng. Liễu đại ca, làm sao vậy? Lục vũ tình không khỏi thốt lên. Nàng vừa dứt lời, hải vực phía trước vốn trống rỗng, chợt hiện ra một đám sương mù màu trắng. Trong sương mù mơ hồ tản mát ra một điểm tinh quang màu trắng, thoạt nhìn có chút kỳ dị. Hàn khí lạnh buốt đến tận sương tủy từ trong sương mù màu trắng nhẹ nhẹ tản ra, nhiệt độ chung quanh hải vực giảm nhiều. Đây là, lục vũ tình ngẩn ra, mặt lộ vẻ suy tư. Hai người lãnh diễm lão tổ phía trước thấy sương mù màu trắng, dừng lại độn quang, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Thật tốt quá, rốt cuộc cũng tìm được. Sau khi thở vào một cái, lãnh diễm lão tổ hưng phấn nói. Hùng Sơn cũng lộ vẻ vui mừng, gật đầu hai người hướng xung quanh quan sát thêm vài lần, đang thi pháp dò xét có người theo dõi hay không. Lúc này Hàn Lập cũng sớm dừng phi chu lại, nghe hai người đối thoại, con mắt nhất thời sáng ngời. Cuối cùng đã tới sao, chứng kiến hai người thi pháp tra xét, hắn vội vàng làm cho phi chu lại lùi thêm một chút nữa. Hai người lãnh diễm lão tổ tra xét không thấy dị dạng, rất nhanh tiếp tục bay về phía trước, lóe lên chui vào trong sương mù màu trắng, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều hàn lập bấm tay niệm thần chú tốc độ thanh diên phi chu cũng nhanh hơn chợt lóe chui vào trong sương mù màu trắng thanh diên phi chu đi xuyên vào trong biển sương mù màu trắng từng cổ một hàn khí thẩm thấu vào hàn khí này cực kỳ đặc biệt như châm như chọc lực thẩm thấu rất mạnh mặc dù chung quanh thanh diên linh chu được trọng thủy bao phủ nhưng vẫn có hàn khí không ngừng ngấm vào linh lực hộ thể phi chu có chút không chống đỡ được trên thân thuyền dần dần hiện ra một tầng xương trắng hàn lập nhíu mày bấm tay niệm thần chú rồi vung lên hơn 10 đạo lam quang từ trong tay áo hắn bắn ra, chính là những là cờ nhỏ màu lam, bay dọc các nơi sát mép thuyền, cực nhanh thâm nhập vào. Một tầng màn ánh sáng màu xanh lam nổi lên, bọc lại thanh diên phi chu, nhất thời đem cổ hàn khí kia cắt đứt ở bên ngoài. a à, lúc này lục vũ tình ở bên cạnh chợt kinh hô thành tiếng. Làm sao vậy? Hàn lập hỏi, liễu đại ca, ta đột nhiên nghĩ tới một lời đồn đại về U Hàn Cảnh. Có người nói bên trong U Hàn Cảnh có một vùng biển xương mù U Hàn, trong đó hàn khí rất mạnh, trong sương mù đó ẩn giấu một tòa U Hàn Cung, chính là đệ nhất bảo tàng của U Hàn Cảnh, chẳng qua rất nhiều thế hệ tiến nhập minh hàn tiên phủ, chưa từng có người nào tìm được. Lẽ nào nơi này chính là, Lục Vũ Tình có chút hưng phấn nói, U Hàn Cung, con mắt hàn lập cũng chợt sáng ngời, hắn nhớ tới mấy lần lãnh diễm lão tổ cùng Hùng Sơn đối thoại, thần tình hai người đều rất là kích động. Với các loại dấu hiệu biểu hiện đó, suy đoán này của Lục Vũ Tình vô cùng có khả năng. Vừa nghĩ tới đây, Hàn Lập hít một hơi thật sâu, vội vàng thôi động thanh diên phi chu, đuổi sát hai người phía trước. Càng đi về trước, sương mù màu trắng càng nồng nặc, cuối cùng là phủ kín trời đất, rất khó nhận rõ phương hướng. Hai người lãnh diễm lão tổ ở trong sương mù quẹo trái quẹo phải, tựa hồ hết sức quen thuộc đường đi. Sau khi bay về phía trước hơn một canh giờ, bỗng nhiên hai người dừng lại. Hàn Lập vẫn thường xuyên chú ý động tĩnh phía trước, thấy tình hình này tự nhiên cũng dừng lại ngay, thôi động phi chu ẩn tàng rồi trong một đoàn xương mù màu trắng, nhìn đến phía trước. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, thấy trong hải vực phía trước có một hòn đảo nhỏ màu đen tọa lạc, chiếm diện tích cũng không lớn, chỉ khoảng trên dưới hai ba mươi dặm. Đảo này toàn bộ được một tầng sáng mờ màu đen bao phủ, dày đặc hà quang nhỏ bé, phảng phất như được hình thành từ vô số tiểu châm màu đen. Hà quang màu đen lưu chuyển, phảng phất như dòng suối chảy, tạo ra một cảm giác cực kỳ huyền diệu. Trong hà quang, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ, tuy là nhìn không rõ lắm, nhưng rất là đồ sộ. chương 414, bại lộ, giữa không chung, lãnh diễm lão tổ và hùng sơn nhìn hòn đảo nhỏ phía dưới, vẻ hưng phấn trên mặt đã dần trôi qua. Xem ra tiên phủ mở ra lần này, vẫn chưa có người nào tìm tới nơi đây. Lãnh diễm lão tổ quan sát xung quanh thêm vài lần, nói. Đó là đương nhiên, chỗ này cực kỳ hẻo lánh, năm đó nếu không phải chúng ta bị đám hàn thú kia truy sát, hoảng hốt chạy bừa thì cũng sẽ không phát hiện nơi đây. Hùng Sơn nói, ánh mắt nhìn hào quang trong cung điện, trong mắt từ từ hiện lên vẻ cực nóng. Xem thần tình Hùng Sơn đạo hữu như vậy, tựa hồ tính toán trước kỹ càng rồi. Xem ra mấy năm nay đã chuẩn bị không ít, lãnh diễm lão tổ lướt mắt nhìn Hùng Sơn, hắc hắc một tiếng, nói. Nói vậy mấy năm nay lãnh diễm đạo hữu cũng không có nhàn dỗi, bộ đại chu thiên tinh nguyên công e rằng đã đại thành. Lúc trước đối mặt hàn thú, sợ rằng còn chưa có phát huy ra toàn lực đâu hùng sơn hừ nhạt một tiếng đáp lời ấy của đạo hữu sai rồi tại hạ chỉ có chút thực lực ấy làm sao dám so sánh cùng đạo hữu đôi lông mày lãnh diễm lão tổ nhíu lại lập tức cười ha ha một tiếng nói hai người nhìn nhau trong chốc lát đều không nói gì hiện trường lần nữa trở nên vắng vẻ không khí chung quanh dần dần có chút trở nên tế nhị ha ha lúc này còn chưa có tiến nhập u hàn cung ta và ngươi ngược lại cũng không cần thổi phồng nhau như vậy huống chi mục đích chúng ta ở bên trong u hàn cung bất đồng lúc này không cần phải gây ra tranh chấp gì hay là trước hết hợp lực phá vỡ cấm chế này cho xong để tránh đêm dài lắm mộng lãnh diễm lão tổ chợt cười ha ha một tiếng nói không sai hùng sơn cũng cười hùa theo nói thế xong tay hắn vỗ một cái vào túi chữ vật bên hông kết quả kim sắc quang mang lóe lên một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim hiện ra lập tức lại có một đạo thanh quang thoáng hiện hiện ra một cây mục xích màu xanh ở bên cạnh sau đó lam quang lóe lên bên cạnh lại hiện thêm ra một lá cờ nhỏ màu lam ba bảo vật tản mát ra dao động linh khí kinh người mặc dù chưa đạt tới tiên khí nhưng cũng tranh lệch không xa lãnh diễm lão tổ cũng không nói một lời một tay phất lên hai đạo quang mang một hồng một vàng lóe lên trước người xuất hiện một cái bát màu đỏ đậm và một tiểu ấn màu vàng cũng đều là linh bảo cực phẩm năm linh bảo cùng tế xuất lập tức hóa thành năm đoàn linh quang trói mắt bay lên trên cao lóe lên một cái liền tan biến không còn dấu tích giữa không trung. Sau một lát, hư không giữa không trung run lên, nổi lên ngũ sắc hà không quang sán lạn người người, rực rỡ vô cùng, che phủ phương viên hơn 10 dặm phía dưới ở trong đó. Ngũ sắc hào quang xoay tròn, chỗ sâu nhất trong quang mang mơ hồ có thể thấy năm cái bảo vật, sắp thành một vòng tròn, hình thành như một trận pháp. Bên trong phạm vi bao phủ của ngũ sắc hào quang, hư không nhất thời trầm xuống, thiên địa linh khí lưu động cũng đình trệ hết mức, tựa hồ bị một cổ lực vô hình đông kết lại, xa xa trong sương mù, Hàn Lập thấy màn này, con mắt nhất thời nheo lại, làm mang lóe ra. Nhìn mấy lần, hắn chậm rãi gật đầu, liễu đại ca, đây là thần thông gì, xem ra rất là lợi hại. Lục Vũ Tình nhẹ giọng hỏi, đây là hai người kia dùng năm cái ngũ hành linh bảo cực kỳ tinh thuần thi triển đại ngũ hành nhiếp linh chân quang. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Hàn Lập nói thế. Đại ngũ hành nhiếp linh chân quang, Lục Vũ Tình nghe vậy ngẩn ra, thời điểm hai người Hàn Lập nói chuyện với nhau, lãnh diễm lão tổ và hùng sơn đã bắt đầu thi pháp miệng tụng đọc chú ngữ ngũ thải hà quang xoay tròn trong khoảng khắc ngưng tụ cực nhanh rất nhanh hình thành một ngũ sắc quang trụ như có thực chiếu lên hào quang màu đen hào quang màu đen tựa hồ bị kích thích nhất thời sáng ngời vô số giải mảnh hắc quang từ trong hà quang tranh nhau hiện ra phảng phất như từng đạo kiếm khí màu đen hội tụ đến cùng một chỗ biến thành một đầu kiếm long màu đen dương nhanh múa vuốt nghênh hướng ngũ sắc quang trụ hai thứ ầm ầm va chạm vào nhau thân thể khổng lồ của kiếm long màu đen cuộn lại, thình lình đem ngũ sắc quang trụ nâng lên. Hắc sắc kiếm long gầm nhẹ một tiếng, sử dụng đồng thời cả long chảo và long vĩ mạnh mẽ vồ bắt, cắn xé quang trụ. Từng đạo kiếm khí màu đen sắc bén từ chảo và miệng của kiếm long phóng ra, chém mãnh liệt trên quang trụ. Ngũ sắc quang trụ vẫn vô cùng vững chắc, mặc cho kiếm long cắn xé hay kiếm khí màu đen chặt chém như thế nào thì thủy chung vẫn bất động. Hai người lãnh diễm lão tổ tụng đọc chú ngữ, hai tay bấm niệm thần chú, trong quang trụ, ngũ sắc linh quang nhất thời chuyển động cuồn cuộn cực nhanh, nổi lên từng ngũ sắc viên cầu ở bên trong quang trụ. Những viên cầu này to bằng cái cối, hiện ra trạng thái bán trong suốt, thoạt nhìn có chút đẹp mắt, nhưng tạo ra một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đầu phía trước của quang trụ lóe lên ngũ sắc linh quang, toàn bộ ngũ sắc quang cầu này bắn ra, đánh vào kiếm long màu đen. Ầm ầm, những linh cầu ngũ sắc này nổ tung ra, hóa thành một mảng lớn tinh quang, che khuất toàn bộ thân thể kiếm long màu đen. Kiếm Long rên lên một tiếng, thân thể khổng lồ thình lình ầm ầm vỡ vụn ra, phảng phất như tờ giấy, không chịu nổi một kích. Lục phú Tình thấy cảnh này, trợn trừng mắt, lộ vẻ khó tin. Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh, chậm rãi gật đầu, ngũ sắc quang cầu một phát đánh tan Kiếm Long, không ngừng chút nào, đánh vào hào quang màu đen phía dưới. Hào quang màu đen nhất thời vặn vẹo, rung rung kịch liệt, kiên trì giữ vững chỉ được vài nhịp hô hấp. Một tiếng ầm bạo liệt truyền đến, hào quang màu đen rốt cục bị xé nứt, hóa thành linh quang màu đen bay tản ra khắp trời. Thế nhưng phía dưới hào quang màu đen lại chấn động một cái, hiện lên một tầng màn sáng màu xanh, mặt ngoài chấp động linh quang, thoạt nhìn không hề thua kém so với hào quang màu đen. Hai người lãnh diễm lão tổ thấy việc này tựa hồ cũng không hề bất ngờ. Ngũ sắc quang trụ không ngừng chút nào, tiếp tục phóng xuống phía dưới, một đoàn ngũ sắc cầu tiếp tục được phun ra, đánh về phía màn sáng màu xanh. Màn sáng màu xanh tỏa sáng hào quang, từng cơn gió xoáy màu xanh nổi lên, đón đỡ ngũ sắc linh cầu tiến đến. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ rung trời vang lên, tuy là màn sáng màu xanh biến hóa huyền diệu và uy lực của gió xoáy màu xanh cũng rất cường đại nhưng trước ngũ sắc linh cầu cũng chỉ kiên trì được một khắc đồng hồ. Một tiếng như xé vải phát ra, quang mạc màu xanh vẫn bị đột phá, vỡ vụn ra. Bạch quang lóe lên phía dưới màn sáng màu xanh, một tầng bạch quang dày đặc lại nổi lên, ngưng tụ thành một đạo cấm chế màu trắng, ngăn trước ngũ sắc quang trụ hàn lập thấy cảnh này nhíu mày lại xem ra cấm chế bên ngoài cung điện này còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của mình hơn nữa uy lực những cấm chế này cũng không yếu mặc dù là hắn tự mình xuất thủ muốn phá giải cũng phải tốn không ít công sức tuy nhiên nhìn thần tình hai người lãnh diễm lão tổ tựa hồ đã sớm biết hẳn là đều đã chuẩn bị phương pháp phá giải hai người lãnh diễm lão tổ không ngừng bấm tay niệm thần chú ngũ sắc quang trụ càng ngày càng sáng rực càng nhiều ngũ sắc quang cầu hiện ra đánh về phía màn sáng màu trắng Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt đã qua ba canh giờ. Tiếng ầm ầm không ngừng nổ ra trên đảo nhỏ, linh quang các màu rực sáng không ngừng. Ngũ sắc quang trụ lần nữa to lớn hơn vài phần so với trước, vô số ngũ sắc quang cầu bắn ra, đánh vào tầng cấm chế màu xám mờ mờ ảo ảo. Trên cấm chế màu xám tản mát ra hôi quang vô cùng dày đặc, hình thành một vầng mây xám đậm đặc. Một đoàn ngũ sắc quang cầu đánh lên trên, sau đó mãnh liệt bạo liệt ra. Đám mây xám nhìn như tầm thường, nhưng lại kiên cố dị thường, dù là không ngừng run rẩy bị tán lạc đi không ít nhưng vẫn kiên cố, ngăn chặn hết thảy các công kích của quang cầu. Lúc này, hai người lãnh diễm lão tổ lộ ra vẻ uể oải. Trong khoảng thời gian này, hai người đã liên tiếp phá giải không dưới 10 đạo cấm chế có chủng loại bất đồng. Những cấm chế này tầng sau lợi hại hơn tầng trước, mọi việc vốn đều thuận lợi nhưng lúc này ngũ sắc quang cầu cũng từ từ mất đi uy năng. Chẳng qua, từng đợt sóng quang cầu oanh kích điên cuồng vẫn có hiệu quả, vầng mây xám dần dần trở nên mỏng manh gần nửa canh giờ qua đi cuối cùng một tia mây xám rốt cục cũng bị nổ tung lộ ra cấm chế màu xám phía dưới hai người lãnh diễm lão tổ đồng thời bấm tay niệm thần chú cực nhanh miệng quát khẽ một tiếng ngũ sắc hào quang nhất thời dày lên trong hào quang chợt phun ra gần trăm cái ngũ sắc quang cầu những quang cầu này cũng không lập tức đánh xuống mà nhanh chóng hội tụ một chỗ hóa thành một ngũ sắc quang cầu khổng lồ to như một gian phòng quang cầu không còn ở trạng thái bán trong suốt mà đã ngưng thực tản mát ra dao động linh lực kinh người. Quang cầu khổng lồ giữa đường chợt xoay tít, sau đó mạnh mẽ lao xuống, đánh vào cấm chế màu xám, rồi chợt nổ tung. Ầm ầm, một vầng ngũ sắc kiêu dương có đường kính hơn trăm trượng chợt hiện ra trong hư không. Khí lãng mà mắt thường có thể thấy được nổi lên, điên cuồng cuốn sạch bốn phương tám hướng, hư không cũng không ngừng run rẩy. Màn sáng màu xám kịch liệt vặn vẹo vài cái, sau đó ầm một tiếng, nổ tung ra. Hai người lãnh diễm lão tổ thấy vậy, sắc mặt buông lỏng, đồng thời thở nhẹ ra một hơi. Xa xa trong sương mù, hai người hàn lập chứng kiến cấm chế bị phá, trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Khi cấm chế màu xám vỡ vụn, hóa thành hôi quang đầy trời, bay tản ra cực nhanh. Bỗng nhiên, vào thời khắc này, hư không phía dưới lại một lần nữa chấn động. Từng đạo tinh quang hiện ra, một tầng màn sáng tinh thần nổi lên. Trên màn sáng lấp lánh vô số tinh thần quang điểm, đồng thời từ từ chuyển theo một quy luật cực kỳ huyền diệu, phảng phất như những vị tinh tú trên bầu trời đêm vẫn còn, rốt cuộc có bao nhiêu đạo cấm chế. Lục Phú Tình thấy màn này, nhịn không được hô, không cần lo lắng, đây là tầng cấm chế cuối cùng, cũng thực sự là khó khăn cho hai vị này rồi. Trong mắt Hàn lập lóe ra lam mang, mỉm cười nói. Vào thời khắc này, sắc mặt hắn chợt biến đổi, một luồng tinh quang trói mắt đột nhiên nổi lên từ trên thân Hàn lập, đem thân thể hắn bao phủ vào bên trong. Nguồn phát ra của luồng tinh quang này thình lình lại từ chữ vật đại bên hông hắn. Tinh quang này cực kỳ nồng đặc, trong đó ẩn hiện vô số tinh thần đồ án, bất ngờ phá vỡ thần thông ẩn nấp của hắn. Sắc mặt hàn lập đại biến, lục phú tình ở bên cũng bị bất thình lình, cả kinh, một màn hoa dung thất sắc, liền vội vàng che miệng mình lại mới không để cho mình kêu lên. Màn sáng tinh thần ở phía xa xa kia lúc này cũng chợt sáng ngời, tinh thần quang điểm phía trên toát ra hào quang chói mắt. Những tinh thần đồ án này vốn chuyển động chậm chậm, lúc này đột nhiên tốc độ tăng nhanh, chuyển động nhanh gấp mấy lần, Thỉnh thoảng diễn hóa hiện ra một tinh thần thiên đồ vô cùng huyền ảo. Màn sáng tinh thần cùng với tinh quang trên thân Hàn Lập tựa hồ phối hợp cộng hưởng. Lãnh Diễm lão giả và Hùng Sơn hiển nhiên lại càng hoảng sợ, quay ngoắt đầu, hướng phía xa xa nhìn tới. Hàn Lập trải qua ngay từ đầu không biết làm sao, giờ lập tức phản ứng lại, đang định tra xét tình hình trong chữ vật đại. Một tiếng vèo, một đoàn tinh quang chói mắt từ trong chữ vật đại tự động bay ra, chính là mặt phiến đá màu xanh. Chương 415, một lời không hợp. Hàn Lập thấy tình hình này, hơi ngẩn ra. Khối phiến đá màu xanh này không phải vật gì khác chính là khối phiến đá của quái chứa nửa phần sau bộ công pháp Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công mà năm đó hắn lấy được từ lãnh diễm lão tổ. Bỗng nhiên mặt ngoài khối phiến đá này sáng lên linh văn, nở rộ ra từng đợt tinh quang chói mắt, tựa như một đoàn tinh vân cỡ nhỏ, vừa mới bay ra, tựa hồ nhận lấy lời triệu hoán nào đó bay về phía màn sáng ngôi sao. Vật ấy có chút quý trọng, hơn nữa lại dẫn phát dị biến này, hiển nhiên không thể tầm thường, Hàn Lập há trơ mắt để nó bay đi, lập tức duỗi tay ra, năm ngón tay bắt lấy nó. Lập tức tinh quang mặt ngoài phiến đá màu xanh loạn hoảng, phát ra trận trận âm thanh ông ông, rung động lắc lư, muốn dẫy thoát ra. Hàn Lập nhìn thoáng qua cánh tay loạn chiến một hồi, sắc mặt khẽ biến, phiến đá này rung động lắc lư với lực lượng lớn dị thường, nếu không có nhục thể của hắn mạnh mẽ, đổi lại là một gã tu sĩ chân tiên cảnh bình thường thật đúng là khó nắm được. Bất quá hắn vừa mới phân tâm, lập tức bí thuật ẩn nấp xuất hiện trì trệ, Mơ hồ hiện ra thân ảnh. Người nào? Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn sớm đã phát hiện không bình thường, lúc này thấy nơi Hàn Lập đứng đột nhiên hiện ra mơ hồ hai bóng người, liền ngừng bấm niệm pháp quyết, đình chỉ thúc dục cột sáng ngũ sắc, quay người nhìn về hướng Hàn Lập hét lớn. Lục Vũ Tình thấy thanh thế hai người Lãnh Diễm lão tổ làm cho người ta sợ hãi, khuôn mặt khẽ biến, theo bản năng lui về sau hai bước, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập nhíu mày, không chút do so dự phất tay giải trừ bí thuật ẩn nấp, hiện ra thân ảnh hai người nếu ta nhớ không lầm, hai vị đi cùng chân diễm tông tiến vào tiên phủ, vì sao lại lén lén lút lút đi theo chúng ta? Hùng Sơn đánh giá thân ảnh hai người Hàn Lập đột nhiên xuất hiện, trầm giọng quát hỏi. Cái này, khối phiến đá này, người là Hàn Đạo Hiếu, ánh mắt lãnh diễm lão tổ nhìn phiến đá màu xanh trong tay Hàn Lập, nghẹn ngào nói ra. Lãnh diễm Đạo Hiếu, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Hàn Lập cười nhạt một tiếng, vừa nói chuyện, đồng thời tay hắn bấm niệm pháp quyết, hai tay lóe lên ánh sáng màu xanh, vô số phù văn màu xanh hiển hiện ra, sau đó đều hội tụ đến phiến đá màu xanh, trong dây lát tạo thành một cái phong ấn. Phiến đá màu xanh tản mát ra hào quang lập tức giảm bớt hơn phân nửa, cũng ngừng rung động lắc lư. Hàn lập lại lật tay lấy ra mấy cái phù lục, không nhanh không chậm dán lên phiến đá. Lúc này hào quang trên phiến đá mới tiêu tán, an tĩnh lại. Hắn thở nhẹ một hơi, lật tay thu phiến đá vào. Hàn đạo hiếu, chẳng lẽ lãnh diễm đạo hiếu nhận ra người này? hùng sơn hồ nghi nhìn về phía lãnh diễm lão tổ hỏi đạo hữu chớ hiểu lầm chỉ là có duyên gặp mặt mấy lần không nghĩ tới lại gặp chỗ này trên mắt lãnh diễm lão tổ hiện lên một tia mất tự nhiên nói ra lục phú tình nghe vậy đôi mi thanh tú nhíu một cái liếc nhìn hàn lập coi như là chỗ quen biết cũ lại không nói một tiếng mà bám theo như vậy đúng là không hiểu quy củ sắc mặt hùng sơn lạnh lùng nói ra hai người chúng ta bất quá lúc trước ngẫu nhiên thấy nhị vị đạo hiếu vội vàng chạy đi mới tò mò đi theo không thể tưởng được nhị vị đạo hữu lại biết rõ tung tích hư hàn điện này tòa cung điện này to lớn như thế tin tưởng hai vị cũng không để ý đến hai người chúng ta cùng tham gia náo nhiệt a à. hàn lập mỉm cười nói trong lúc nói chuyện tay hắn nhìn như tùy ý bấm niệm pháp quyết một chút thanh diên phi chu dưới chân nhanh chóng thu nhỏ lại rất nhanh nhỏ lại cỡ lòng bàn tay rồi bay vào trong tay áo hắn đồng thời tay kia giơ lên một cỗ ánh sáng màu xanh từ trong tay áo bay ra bọc lấy lục vũ tình bên cạnh bay đến trước cách hai người hùng sơn không xa. Lãnh diễm lão tổ nghe Hàn Lập nói vậy, biến sắc, không khỏi nhìn về phía hùng sơn. Thực lực Hàn Lập, năm đó ở thánh khôi môn gã đã lĩnh giáo qua, tự hỏi tuyệt không phải là đối thủ, nếu không bất đắc dĩ, gã cũng không nguyện giao phong lần nữa. Sắc mặt hùng sơn trầm xuống, trong mắt lãnh mang lập lè, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, muốn vào u hàn điện kiếm bảo vật, vậy nhìn xem các hạ đủ cân lượng hay không. Lời còn chưa dứt, áo bào trên người y căng phồng lên, kim quang quanh thân đại phóng, từng đạo kiếm khí màu vàng vừa thô vừa to trong cơ thể bắn ra, giống như vô số hoa cảnh đồng thời nở rộ ra, hội tụ thành một cổ kiếm khí như nước lũ, quét tới hàn lập, khí thế cực kỳ kinh người. Lúc này mỗi một đạo kiếm khí lúc đầu to cỡ hơn một xích phát triển lên gần 10 trượng, tản mát ra kim quang huy hoàng, hơn 10 đạo kiếm khí mơ hồ ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu vàng, lượn vòng chụp xuống đầu Hàn Lập. Kiếm liên chưa đến, kiếm ý lăng lệ ác liệt vô cùng đã kéo đến ầm ầm, bao phủ hai người Hàn Lập vào trong. Kiếm liên chưa thật sự rơi xuống, Hàn Lập liền cảm thấy trên thân đau đớn một trận, trước mắt một hồi kim quang loạn hoảng, không khỏi hiện ra ảo giác, giống như bị vạn kiếm chém vào thân, máu tươi đầy mình. Trong lòng hắn dùng mình, theo bản năng trong đầu vận chuyển bí thuật nào đó, lực lượng thần thức minh mông vận chuyển một cái, lập tức ảo giác trước mắt biến mất. Nhưng lục vũ tình một bên, sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ muôn phần, hai mắt trống rỗng ngốc trệ, tựa hồ bị kiếm ý lăng lệ ác liệt vô cùng hoàn toàn áp chế tâm thần, chiến ý mất hết. Hàn lập nhíu mày, thân hình nhoáng một cái, chắn trước người lục vũ tình, trên ngực và bụng hiện ra 18 điểm tinh quang, toàn bộ cơ thể bỗng nhiên cao thêm một phần, không nói hai lời đánh ra một quyền vào hư không phía trên. Một cỗ man lực khó có thể hình dung hiển hiện ra, những nơi đi qua hư không mơ hồ vặn vẹo một hồi, nổi lên từng vòng gợn sóng lấy mắt thường có thể thấy được. Kiếm liên màu vàng hạ xuống run lên bần bật, đình trệ giữa không trung, lập tức vỡ vụn ra từng khúc, hóa thành vô số linh quang màu vàng phiêu tán. Kiếm liên tan vỡ, kiếm ý cực lớn kia cũng theo đó tiêu tán, thân thể lục vũ tình run lên, há miệng lớn thở dốc, nhưng cuối cùng ý thức cũng hồi phục lại. Vừa rồi tuy bị kiếm ý chế trụ thần hồn, thân thể không nhúc nhích được, nhưng thị lực hai mắt không mất đi, chung quanh xảy ra chuyện gì. Nàng vẫn nhìn thấy rõ, lục vũ tình thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, nhìn bóng lưng hàn lập trước người, đôi mắt đẹp hiện ra một tia phức tạp, một quyền này của Hàn Lập mang theo quyền kình đáng sợ chỉ thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục tuôn ra ầm ầm, lấy thế bài sơn đảo hải đánh đến Hùng Sơn. Hùng Sơn nhìn tinh quanh một quyền chớp động trước mắt, cảm thấy hư không chung quanh siết chặt, thân thể cũng bị siết chặt theo, trong nháy mắt không khí chung quanh trở nên chắc chắn vô cùng, tựa hồ biến thành cương thiết. Cái này là Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, sắc mặt Hùng Sơn khẽ biến, quát khẽ một tiếng, một tay bấm kiếm quyết, kim quang lóe lên, chuôi trường kiếm màu vàng hiển hiện ra kim kiếm trong tay, lập tức kiếm quang màu vàng quanh người đại thịnh lần nữa, khí thế trên người tăng lên rất nhanh, trở nên lợi hại vô cùng. Trong miệng y hét lớn một tiếng như sấm hét, cổ tay khẽ động, trường kiếm màu vàng mãnh liệt chuyển một cái. Xuy suy một tiếng nổ lớn, mấy đạo kiếm khí cự đại màu vàng bắn ra giao thoa nhau, chém ra chung quanh, lập tức chém man lực vô hình quanh người ra. Sau một khắc, trong miệng y lẩm bẩm, trường kiếm màu vàng bắn ra, kim quang nở rộ trói mắt vô cùng, trong đó cuồn cuộn vô số phù văn màu vàng. Một thanh cửa kiếm màu vàng to mấy trăm trượng hiển hiện ra, tản mát ra chấn động mãnh liệt pháp tắc kim thuộc tính, sau đó hung hăng chém vào hư không. Tiếng sấm nổ mãnh liệt, cửa kiếm màu vàng bổ vào phía trên quyền kinh, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Kiếm quang quyền kinh giao nhau cùng một chỗ, nhất thời ngang nhau, không ngừng có kiếm khí quyền kinh tản mát ra bốn phía, răng đầy trời, dẫn tới hư không phụ cận rung rung không thôi. Ánh mắt hùng sơn híp lại, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Sau một khắc, hư không sau lưng Hàn Lập chấn động, một đại phiên màu vàng lăng không hiển hiện ra. Toàn thân đại phiên vàng óng ánh, vô số phù văn như ẩn như hiện, tản phát ra trận trận chấn động pháp tắc kim thuộc tính. Đại phiên màu vàng vừa hiện ra, lập tức run lên, mặt trước phiên nở rộ vạn đạo kim quang. Suy suy suy, vô số đạo tơ mỏng màu vàng từ phía trên bắn ra, nhanh chóng vô cùng đánh tới sau lưng Hàn Lập không hề phòng bị. Khuôn mặt lục vũ tình đại biến, Thế nhưng tơ vàng này thật sự quá nhanh, căn bản nàng không kịp phản ứng, tơ vàng đầy trời đã xuất hiện bên cạnh nàng và Hàn Lập, muốn xuyên thủng hai người. Vào thời khắc này, trên thân Hàn Lập tinh quang chấp liên tục. Bảy miếng tinh hoàn trên người hắn hiển hiện ra, đúng là thất diệu tinh hoàn, linh mang chấp động mơ hồ hình thành trận thế bắt đầu chắn phía sau hai người. Mảng lớn tinh quang trói mắt từ thất diệu tinh hoàn tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bức tường ánh sáng dày đặc. Vô số âm thanh vang lên như mưa rơi trên lá chuối bức tường ánh sáng run rẩy một hồi mặt ngoài bị đâm vô số lỗ nhỏ nhưng lại ngăn được toàn bộ quang tia màu vàng một màn này làm cho khóe mắt hùng sơn không khỏi hơi nhảy dựng giờ phút này không trung truyền đến một tiếng nổ mạnh cự kiếm và quyền kinh nguyên bản bất phân thắng bại giờ phút này đã có kết quả cự kiếm màu vàng của hùng sơn quay tròn bay ngược trở về quyền kinh ngập trời cũng ầm ầm bạo liệt ra tiêu tán vô tung hết thảy nói rất dài dòng kỳ thực hai người giao thủ tựa như tốc độ ánh sáng Hàn Lập đứng sừng sững tại chỗ, một bộ dạng không chút sợ hãi. Thân thể Hùng Sơn thì nhoáng một cái, lui về sau hai bước mới đứng vững. Trong tay y bấm niệm pháp quyết một chút, cự kiếm màu vàng rút nhỏ lại gần nửa, xoay quanh đỉnh đầu y. Hùng Sơn không để ý chút nào tới cự kiếm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hàn Lập và thất diệu tinh hoàn phía sau hắn. Ngươi, trên mặt y lộ ra thần sắc không dám tin, thất diệu tinh hoàn xuất hiện quá mức trùng hợp, dường như biết trước, thuận lợi phá giải sát chiêu ngươi nếu như biết rõ ta đã sớm để nó một bên chẳng lẽ cho là ta không phát hiện thời điểm ngươi đang phá giải cấm chế lại lặng lẽ thả đại phiên màu vàng này ra ẩn giấu ở không trung hàn lập cười nhạt một tiếng hùng sơn nghe vậy sắc mặt trầm xuống trong tay lại bấm niệm pháp quyết đại phiên màu vàng mơ hồ một cái biến mất vô tung sau một khắc xuất hiện phía sau lưng y chỉ là không biết đạo hiếu thả kim phiên này ra là vì ứng đối nguy hiểm tiềm tàng hay là muốn dùng bảo vật này đối phó người nào đây Hàn lập tựa tiếu phi tiếu thâm ý nhìn lãnh diễm lão tổ cách đó không xa. Lãnh diễm lão tổ giật mình khẽ, sau một khắc sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi vô cùng, thân hình nhoáng một cái, phi độn ra hơn trăm trượng, cách xa hùng sơn. mười 416, Liên Thủ, lãnh diễm đạo hữu chớ để người này ly rán, cử động của hùng mỗ lần này cũng không phải như ý hắn nói, chỉ là phòng bị thời điểm ta và ngươi chuyên tâm phá giải cấm chế, có địch nhân xuất hiện quấy nhiễu. Hôm nay xem ra, vẫn là vô cùng đúng đấy. Hùng Sơn chậm rãi nói ra, liếc nhìn Hàn Lập, lãnh diễm lão tổ nghe vậy, sắc mặt hơi trì hoãn xuống, đồng thời ánh mắt lập lè, có chút trần chờ. Đúng không, nếu như thế, vì sao các hạ lặng lẽ thả ra, cũng không nói với lãnh diễm đạo hữu một tiếng. Hàn Lập cười ha ha, lờ đễnh nói, cái này, tình thế bắt buộc, việc này xác thực thiếu sót, Hùng Sơn cứng họng, có chút lúng túng nói, kỳ thật y ra một chiêu này, ngược lại cũng không phải là để đánh lén lãnh diễm lão tổ, hơn nữa là muốn nắm quyền chủ động trong tay mình đương nhiên cũng mang theo một ít tâm tư phòng bị đối phương hôm nay bị hàn lập can thiệp như vậy tự nhiên giải thích không được hùng đạo hiếu việc này không trách ngươi là tại hạ dễ tin người khác quá mức sơ sót thôi sắc mặt lãnh diễm lão tổ lạnh lùng không mặn không nhạt nói hùng sơn nghe vậy tự biết đuối lý cũng không giải thích gì thêm lãnh diễm đạo hiếu ta và ngươi coi như là chỗ quen biết cũ mặc dù u hàn cung có không ít thứ tốt nhưng bởi vì mạo hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại tất nhiên nguy hiểm trong đó không ít không bằng ta và ngươi liên thủ cùng xông vào như thế nào thực lực tại hạ ngươi cũng rõ ràng có thể giúp ngươi không ít a hàn lập nói với lãnh diễm lão tổ lãnh diễm lão tổ nhướng mày không nói gì lãnh diễm đạo hữu yên tâm năm đó được ngươi truyền thụ đại chu thiên tinh nguyên công tại hạ vô cùng cảm kích hàn mốt tuy rằng không phải người tốt lành gì nhưng những việc như âm mưu ám toán bằng hữu tự hỏi vẫn không làm được hàn lập liếc hùng sơn một cái cười nói trong mắt hùng sơn lóe lên lãnh mang hừ một tiếng cũng tốt nếu như thế chúng ta liền kết minh đồng hành kính xin hàn đạo hữu chiếu cố nhiều hơn rồi lãnh diễm lão tổ hơi trầm ngâm cười nói lãnh diễm đạo hữu khách khí nếu như thế chúng ta trước phá giải tầng cấm chế tinh quang cuối cùng này a à. hàn lập gật đầu cười nói hai vị đây là ý gì hùng sơn thấy hai người hàn lập trò chuyện vui vẻ sắc mặt biến hóa có chút khó coi Hùng đạo hiểu, chứa nên hiểu lầm, kỳ thật giữa ta và ngươi cũng không có thâm cửu đại hận gì, chẳng qua là các hạ không cho tại hạ giải thích liền tùy tiện ra tay, nên sinh ra hiểu lầm. Theo tại hạ, việc này không bằng bỏ qua đi, trước mắt chúng ta chỉ có một mục tiêu, vẫn là nên đồng tâm hiệp lực, phá vỡ cấm chế này cho thỏa đáng, thời gian của chúng ta cũng không nhiều lắm đấy. Hàn lập quay đầu nhìn về phía Hùng Sơn, nói ra. Lời Hàn đạo hiểu cũng không sai, tình thế trước mắt, tất nhiên là hợp tác cùng có lợi lãnh diễm đạo hữu trước đây là tại hạ lòng tiểu nhân mong rằng xin đừng trách về sau nếu tìm được bảo vật đạo hữu cứ chọn trước một kiện là được hùng sơn nghe vậy suy nghĩ một chút cười nói hùng sơn đạo hữu khách khí kỳ thật hôm nay đã có hàn đạo hữu cùng vị đạo hữu này gia nhập tự nhiên chúng ta nắm chắc thêm vài phần chẳng qua là không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào lãnh diễm lão tổ nghe được lời ấy mỉm cười cũng không có từ chối nhưng tiếp theo xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người lục vũ tình. Hùng Sơn nghe vậy, nhìn qua lục vũ tình, sau đó nhìn về phía Hàn Lập. Tiền bối nói đùa, tu vi tiểu nữ kém cỏi, không dám cùng hai vị ngang hàng luận giao. Bất quá là đi theo Hàn Huynh để thêm kiến thức, các người có bảo vật gì không để vào mắt, tùy tiện cho tiểu nữ một hai kiện là xong rồi. Không chờ Hàn Lập mở miệng, lục vũ tình vội vàng khoát tay nói ra. Nàng này dường như trong lúc Hàn Lập và lãnh diễm lão tổ nói chuyện với nhau, nghe được một ít gì đó xưng hô với hàn lập cũng tùy cơ ứng biến một chút lời vừa nói ra sắc mặt lãnh diễm lão tổ và hùng sơn hơi trì hoán cũng không nói gì nữa vì tránh đêm dài lắm mộng chúng ta liền bắt đầu a à. mời hai vị tiếp tục thi pháp phá cấm tại hạ cũng đồng thời ra tay hàn lập cũng không có giải thích mở miệng nói tốt hai người hùng sơn đáp nói xong hùng sơn vung tay lên thu hồi kim sắc trường kiếm và kim sắc đại phiên sau đó thân hình nhoáng một cái rơi vào chỗ lúc trước hai tay mười ngón chuyển động một hồi như bánh xe trước người. Lãnh diễm lão tổ cũng quay người bấm niệm pháp quyết thi pháp, giữa không trung năm kiện linh bảo lại vận chuyển lên, cột sáng ngũ sắc bắt đầu lập lè một lần nữa. Màn sáng ngôi sao tỏa sáng hào quang, dâng lên một tầng tinh quang chói mắt, trong đó có vô số đồ án tinh thần, chuyển động không thôi, thoạt nhìn ẩn chứa huyền cơ, cực kỳ xảo diệu. Từng đoàn quang cầu ngũ sắc từ bên trong cột sáng bắn ra, đánh vào màn sáng ngôi sao uinh uinh rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, nguyên bản màn sáng ngôi sao bình tĩnh lại lần nữa rung rung không thôi, tán phát ra trận trận tinh mang chói mắt. Hàn Lập Thu thất diệu tinh hoàn trước người lại, không tế ra bảo vật gì, toàn lực vận chuyển đại chu thiên tinh nguyên công, trên hai cánh tay hiện ra tinh quang chói mắt. Ngay sau đó, hai tay mơ hồ một cái, đột nhiên biến ảo thành hai luồng ảo ảnh, điên cuồng công kích tới cấm chế tinh quang. Trong chốc lát, quyền phong tiếng thét nổi lên, rậm dạp chằng chịt quyền ảnh tinh quang luân chuyển hiển hiện phóng tới như gió táp mưa rào hung hăng đánh lên màn sáng ngôi sao lục phố tình cũng không có đứng nhàn rỗi một bên trong tay lóe lên ánh sáng màu xanh nhiều ra một chiếc quạt lông màu xanh mãnh liệt vỗ tới vô số phong nhận màu xanh bắn ra đánh vào màn sáng ngôi sao bốn người liên thủ uy lực kinh thiên động địa tuy màn sáng ngôi sao huyền diệu nhưng cũng không chịu nổi bốn người tấn công điên cuồng như vậy mặt ngoài tinh quang trói mắt rất nhanh ảm đạm xuống chỉ còn một tầng hơi mỏng nhưng vào thời khắc này, bầu trời phía trên hòn đảo chợt vang lên tiếng nổ mạnh nặng nề u u. Sương mù màu trắng trên trời như bị cái gì kích thích, bắt đầu xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Hàn lập nhướng mày, nhìn lên phía không trung. Đây là cấm chế tinh quang câu thông với thiên ngoại tinh thần chi lực, bổ sung chính nó. Nếu không thể một lần hành động bài trừ, nó rất nhanh sẽ khôi phục lại như trước, mọi người đừng nương tay. Hùng Sơn hét lớn, không sai, cần phải liền một mạch, không được để cho cấm chế này hồi phục lại. Lãnh diễm lão tổ cũng nhanh chóng nói ra, hai người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, cột sáng ngũ sắc tỏa sáng hào quang, vô số quang cầu ngũ sắc bắn ra, trong dây lát ngưng tụ cùng một chỗ, lần nữa hình thành quang cầu cực lớn lúc trước, đánh lên màn sáng ngôi sao. Đuôi lông mày hàn lập nhảy lên, bờ môi mấp máy, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Toàn thân hắn hiện ra một tầng kim quang, thân hình nhanh chóng bành trướng, trong dây lát biến lớn gấp mấy lần, đồng thời bên ngoài thân hiện ra một tầng lông tơ kim sắc, biến thành hình thái sơn nhạc cử viên. Trên ngực và bụng hắn, 18 quang điểm ngôi sao sáng người trói mắt, hòa lẫn với kim quang trên thân thể. Sơn nhạc cử viên nắm hai tay lại, vỗ mạnh một cái vào ngực, sau đó gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng oanh kích tới. O, O, N, G, giữa không trung lóe lên kim quang, một quyền ảnh kim sắc cực lớn phóng tới, trên. Quyền ảnh quấn quanh tinh quang chi lực nhẹ nhẹ, oanh kích lên màn sáng ngôi sao. Lục Phố Tình cũng quát khẽ một tiếng, quạt lông màu xanh trong tay đại phóng ánh sáng màu xanh, một cỗ cuồng phong màu xanh ùn ùn phóng tới, lập tức biến thành một phong long màu xanh, hung hăng kích xuống. Uy uynh rầm rầm, liên tục mấy tiếng nổ động trời vang lên, màn sáng ngôi sao vặn vẹo kịch liệt, cuối cùng phía trên hiện ra từng đạo vết rạn, nhanh chóng lan tràn ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, màn sáng ngôi sao vỡ vụn ra, hóa thành tinh quang đầy trời vô cùng nồng đậm. Nhưng những tinh quang này cũng không phiêu tán mà nhanh chóng hội tụ lại một chỗ, biến thành một vòng xoáy khổng lồ, một lực hút đáng sợ không cách nào nói rõ từ trong phóng ra. Bốn người Hàn Lập căn bản không kịp phản ứng, veo một tiếng, bị vòng xoáy tinh quang cực lớn hút vào. Hàn Lập cảm thấy cảnh sắc trước mắt mơ hồ một cái, trong đầu mê muội một hồi. Chờ tầm mắt khôi phục lại, thân hắn đang ở trên một bệ đá rộng lớn, bọn lãnh diễm lão tổ cũng ở bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, dường như chưa tỉnh lại, vị trí của mọi người đại khái tương tự với phương vị lúc trước hợp lực thi pháp phá cấm toàn thân bệ đá này có màu xanh lớn hơn trăm trượng làm cho người ta có cảm giác một loại phong cách cổ xưa dưới chân bốn người rõ ràng là một pháp trận truyền thống vẫn còn ông ông vận chuyển tán phát ra trận trận bạch quang lúc này trong đầu hàn lập vẫn còn có chút mê muội lắc đầu trong óc mới thanh tỉnh một chút nhìn ra chung quanh lúc này hắn đang ở trong một không gian màu lam một vầng thái dương treo ở trên không mây trắng bồng bềnh gió thổi từng trận đâu còn là hải vực tràn ngập sương mù màu đen lúc trước nơi này mới thật sự là U Hàn Cung. Trong lòng Hàn Lập thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trước. Trước thạch thai một dặm vuông là một ngọn núi cao mất thẳng tắp, đỉnh núi chui vào đám mây, tối thiểu cũng cao cỡ 4 năm ngàn trượng. Cả ngọn núi một màu trắng bạc, thế núi cũng cực kỳ dốc đứng. Bạch vân vần quanh đỉnh núi, lóe ra một màu tử quang nhàn nhạt, nhạt, nhìn kỹ nơi này mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tử quang là một tòa tử sắc cung điện. Một cầu thang thẳng tắp bất ngờ kéo từ đỉnh núi tử sắc cung điện lan tràn hạ xuống tới chân núi. Cầu thang cũng có màu trắng bạc, hơn nữa chiếu lấp lánh, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ, dường như một cầu thang thông thiên. Hàn Lập nhìn cảnh tượng trước mắt, trong nội tâm khẽ động. Bất quá sau một khắc, lông mày hắn chợt nhíu một chút. Cảnh trước mắt này, chẳng biết tại sao mơ hồ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Hàn Lập nhìn chung quanh lần nữa, cố gắng hồi tưởng, nhưng không có kết quả, liền lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, tính nhấc chân đi ra pháp trận. Kết quả vừa mới cử động, một cổ cự lực từ bên trong pháp trận truyền tống tuôn ra một mực cầm cố thân thể hắn vậy mà không thể động đậy hắn lập tức nhướng mày nhìn về phía bạch quang quanh người trên mặt hiện lên vẻ như đang suy nghĩ không bao lâu ba người lãnh diễm lão tổ hùng sơn cùng với lục vũ tình trước sau cũng tỉnh lại lục vũ tình thấy tình cảnh trước mắt trong miệng phát ra âm thanh trầm thấp sợ hãi thán phục lãnh diễm lão tổ và hùng sơn không để ý đến cái khác ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi tử sắc cung điện trong mắt hiện ra tia lửa nóng bất quá hai người cũng không có nhúc nhích, nơi này chính là U Hàn Cung. Quả nhiên đồ sộ, lục vũ tình tán thắn nói, chân cất bước tiến lên. Kết quả thân thể nàng bị siết chặt, không thể động đậy chút nào, khuôn mặt lập tức biến sắc. Truyền tống trận này vẫn còn đang vận chuyển, chờ nó triệt để đình chỉ chúng ta mới có thể rời đi. Lãnh diễm lão tổ chậm rãi nói ra, lục vũ tình nghe vậy khẽ giật mình, nhìn lãnh diễm lão tổ gật đầu cảm ơn. Hàn lập lướt nhìn lãnh diễm lão tổ, không nói gì. Lúc trước Sở Dĩ hắn dùng chút thủ đoạn ly gián, tính lôi kéo người này, là vì người này lúc trước đã tiến vào đây. Từ nhân giới đến nay, hắn đã kinh nghiệm qua biết bao hiểm địa bí cảnh, biết rõ trong hoàn cảnh lạ lắm, có người tương đối quen thuộc dẫn đường, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chương 417, Truy binh, truyền tống trận dưới chân bốn người Hàn Lập tiếp tục vận chuyển chậm rãi, càng ngày càng chậm đi, bạch quang tản mát ra cũng nhanh chóng yếu bớt. Trong lúc này, bốn người đều không nói một lời cũng không có di động mảy may, chẳng qua là ánh mắt thỉnh thoảng dò xét bốn phía, đương nhiên càng tập trung vào ngọn núi màu trắng bạc thẳng tắp phía trước. Trong mắt lãnh diễm lão tổ và hùng sơn dần dần nóng lên, hàn lập thì mặt không biểu tình, lục phú tình với đôi đôi mắt đẹp băn khoăn nhìn khắp nơi, thỉnh thoảng len lén đánh giá hai người kia. Sau một lát, cuối cùng truyền tống pháp trận triệt để dừng lại, bạch quang tản mát ra cũng theo đó tiêu tán. Thân thể bốn người buông lỏng, lúc này từ trong pháp trận đi ra. Đi thôi, Lãnh Diễm Lão Tổ và Hùng Sơn vừa đi ra khỏi truyền tống trận, bước nhanh xuống bệ đá, chạy gấp đến hướng bậc thang thật dài đi thẳng lên ngọn núi trắng bạc thẳng tắp, không có phi hành. Theo bọn họ, đừng có phi hành. Hàn Lập thấy vậy, nói với Lục Vũ Tình một tiếng, cũng bước nhanh xuống bệ đá. Kết quả bốn người hai trước hai sau chưa chạy đi xa thì đài cao sau lưng run lên bần bật, tiếp theo tòa truyền tống trận vừa mới dừng lại không bao lâu lại đại phóng bạch quang, ông ông vận chuyển lại. Đám người Hàn Lập cả kinh, dưới chân đều ngừng lại một chút quay người nhìn lại. Trong truyền tống trận lóe lên quang ảnh, sáu bảy thân ảnh hiển hiện ra. Những người này đều mang áo đen, phía trên vẽ một đồ án khô lâu, đúng là đám tu sĩ quỷ khắp tông, người đi đầu là lão giả mặt rỗ. Huyết hàn, lãnh diễm lão tổ thấy rõ người tới, biến sắc, hàn lập nghe vậy, nhanh chóng dò xét lão giả mặt rỗ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Tên lão giả mặt rỗ này hắn nhớ rất rõ, gọi là Trần Phi mới đúng. Hơn nữa cái tên huyết hàn này, nếu hắn nhớ không lầm, hẳn là danh từ một vị trưởng lão kim tiên trong thập phương lâu, năm đó chiến đấu ở thánh khôi môn, hắn nhìn thấy người này từ xa. Trong truyền tống pháp trận, vì nguyên nhân truyền tống nên thần sắc lão giả mặt dỗ có chút hoảng hốt, nhưng lập tức hồi phục lại. Lão dương mắt quét nhìn chung quanh, nhìn qua hàn lập và lục vũ tình, rồi lơ đánh rời đi nhìn hùng sơn và lãnh đi ém lão tổ ở phía xa hơn. Ánh mắt hùng sơn và lãnh diễm lão tổ liếc nhìn nhau, đồng tử đều co rụt lại. Khóe miệng lão giả hiện lên vẻ tươi cười, ánh mắt rất nhanh rơi vào đỉnh núi tử sắc cung điện phía trên lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên cười ha hả nói quả là thế huyết hàn tại sao ngươi lại ở nơi này trên mặt lãnh diếm lão tổ hiện lên một tia sợ hãi nhưng vẫn nhịn không được hỏi hắc hắc lãnh Diễm, ngươi cho rằng là ngươi bỏ rơi chúng ta bổn tôn đã sớm biết ngươi tiến vào tiên phủ có mưu đồ khác cố ý thả ngươi rời khỏi mà thôi chúng ta một mực theo đuôi phía sau Bất quá ta lại không nghĩ tới là ngươi lại biết rõ chỗ U Hàn Cung này, tốt, rất tốt. Hạc hạc, lão giả mặt dỗ nói xong, lại cười ha hả lần nữa. Hàn lập nghe vậy, nhướng mày, những người này cũng theo ở phía sau, vậy mà từ đầu đến cuối hắn lại hoàn toàn không phát giác được gì. Bất quá dùng tu vi kim tiên của lão giả mặt dỗ, lại thêm thủ đoạn che đậy đặc biệt nào đó, chính mình không phát hiện ra cũng có khả năng, xem ra trước đây mình vẫn còn đánh giá thấp thực lực những cường giả sớm đã bước vào kim tiên cảnh này sắc mặt lãnh diễm lão tổ và hùng sơn khó coi vô cùng bọn họ tự cho một đường tới đây thần không biết quỷ không hay vậy mà thậm chí sau lưng có hai phương theo đuôi bọn họ đều không hề có cảm giác hai người liếc nhau đồng thời quay người lướt gấp về phía bậc thang hàn lập nhìn lục vô tình ra hiệu lập tức đuổi theo hai người hắc hắc chạy có thể chạy đi đâu lão giả mặt dỗ nhìn thấy cảnh này cười lạnh một tiếng cũng không có lo lắng gì trước mặt một vị kim tiên như lão bốn tu sĩ chân tiên này có thể lật lên bao nhiêu sóng gió huống hồ nơi này rõ ràng là một không gian phong bế có thể trốn đi nơi nào dưới chân lão khẽ động đang tính đuổi theo kết quả bạch quang chung quanh lập lòe một cỗ cấm cố chi lực cường đại từ bốn phía tuôn ra khiến cho hư không bên cạnh siết chặt dùng tu vi kim tiên của lão giả mặt dỗ vậy mà không thể động đậy chút nào lão quát một tiếng hắc quang trên người đại phóng ra sức dẫy giụa nhưng bất luận lão giả mặt dỗ thi pháp như thế nào thủy trung không thể động đậy chút nào sắc mặt không khỏi biến đổi. Lúc này, đám tu sĩ quỷ khắp tông theo lão đến đây cũng đều trước sau tỉnh lại, nhưng sau đó phát hiện đều không thể động đậy. Lập tức bốn người hàn lập thừa cơ nhanh chóng lướt ngang đã đến cầu thang màu trắng bạc dưới ngọn núi trắng bạc. Nhanh, lãnh diễm lão tổ quát khẽ một tiếng, cùng hùng sơn bước lên cầu thang, thân hình nhoáng một cái, lập tức liền đứng vững, nhanh chóng đi lên phía trên. Hàn lập nhìn thấy tình hình hai người, con mắt híp lại, cất bước bước lên cầu thang. Trên bậc thang dưới chân hắn hiện ra một tầng hoàng mang không thể tra rõ, một cỗ lực hút cường đại bao phủ thân thể của hắn, lập tức hai vai trầm xuống, thân thể trầm trọng vạn lần. Thì ra là thế, đuôi lông mày hàn lập nhảy lên, lục vũ tình bước lên bậc thang, khuôn mặt biến đổi, thân thể mềm mại lắc lư mãnh liệt một cái. Đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, trên người hiện ra một tầng ánh sáng màu xanh, hóa thành một hư ảnh tiên hạc bay lượt, hình dạng muốn vỗ cánh bay. Nhưng bất luận tiên hạc màu xanh vỗ cánh như thế nào, lực hút cường đại dưới chân lục vũ tình lại không yếu bớt chút nào. Trên bậc thang này sử dụng cấm chế trọng lực, không cách nào sử dụng tiên linh lực hoặc bất luận linh bảo gì kháng cự, chỉ có thể sử dụng thân thể chi lực lên tới. Hôm nay tình thế bắt buộc, nhị vị tự giải quyết cho tốt. Bên tai Hàn Lập và Lục Vũ Tình vang lên thanh âm của lãnh diễm lão tổ. Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt lóe lên, trên mặt không thay đổi gì. Thân sắc Lục Vũ Tình biến đổi, khuôn mặt có chút tái nhợt. Trong lúc lãnh diễm lão tổ truyền âm, gã vẫn nhanh chóng leo lên, gã cũng tu luyện đại chu thiên tinh nguyên công, thân thể chi lực mạnh mẽ, lúc này đã leo được 340 cấp. Mặc dù thân thể Hùng Sơn không có cường đại như lãnh diễm lão tổ, nhưng hiển nhiên y cũng sớm chuẩn bị, trên đôi giày y mang linh quang lưu truyền, tốc độ leo lên so với lãnh diễm lão tổ cũng không chậm hơn bao nhiêu. Hàn lập lại quay đầu nhìn bậc thang bị cấm chế trói buộc và đám người lão giả mặt rỗ, nhíu mày. Truyền tống trận tản mát ra bạch quang nhanh chóng ảm đạm, xem ra không bao lâu sau sẽ biến mất đi mau, hắn nói một tiếng, nhanh chóng đi lên, lục phú tình phất tay tản đi ánh sáng màu xanh quanh người, hít sâu một hơi, cũng cất bước leo lên. Tuy cấm chế trọng lực trên bậc thang lợi hại, nhưng dù sao tu vi của nàng cũng đạt tới chân tiên cảnh sơ kỳ, mặc dù là một gã địa tiên, nhưng cuối cùng lực lượng thân thể vẫn tăng lên không nhỏ, tốc độ cũng không tính là chậm. Lão giả mặt dỗ nhìn xem bốn người nhanh chóng leo lên cầu thang, trên mặt hiện ra vẻ nôn nóng. Lúc này lão đã đại khái đoán được tình huống truyền tống trận này, cũng không có tiếp tục phí công dẫy dụa. Theo thời gian trôi qua, truyền thống trận phát ra bạch quang càng ảm đạm, sau một lát lập loè hai cái rồi triệt để biến mất. Hừ, đuổi theo cho ta, thân thể lão giả mặt rỗ buông lỏng, lập tức đại hỉ, thân hình lập tức bắn ra, bay đến hướng bốn người hàn lập đang đi. Mặt khác tu sĩ quỷ khớp tông cũng nhao nhao theo sát bên. Kết quả đám người lão giả mặt rỗ vừa mới bay ra phạm vi bệ đá, thân thể chợt chấn động, mãnh liệt rơi xuống đất oanh oanh oanh, một đoàn người giống như mấy khối thạch đầu từ không trung rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, đánh ra mấy cái hố to, phát ra tiếng nổ nặng nề, làm mặt đất bên cạnh cũng lung lay vài cái. Đám người quỷ khớp tông vội vàng bò lên, tuy không bị thương, nhưng người đầy bụi đất, thậm chí có vài người trực tiếp bờ mông chạm đất, ngã cái thất điên bát đảo, chật vật vô cùng. Mặc dù lão giả mặt rỗ không có ngã sấp mặt, nhưng sắc mặt cũng một mảnh xanh mét. Những tu sĩ quỷ khắp tông khác thấy thần sắc lão giả như vậy, lập tức câm như hến, không người nào dám nói chuyện. Xem ra nơi đây có cấm chế cấm bay, không thể phi hành. Hừ, xem các người có thể đi được bao xa, đến lúc đó ta muốn cho các người thịt nát xương tan. Sát khí trong mắt lão giả mặt rỗ cuồn cuộn, lạnh giọng nói ra. Lão nói xong, thân hình nhoáng một cái, lúc này mở rộng bước chân, bước nhanh về phía bậc thang. Những người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Một đoàn người rất nhanh đi tới bậc thang trắng bạc, không có dừng lại, trực tiếp cất bước đi lên lập tức thân thể lão giả mặt rỗ trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu một cái, lửa giận trong mắt thu liếm lại không ít. Xem ra cấm chế nơi đây không phải chuyện đùa, chúng ta cẩn thận một chút. Lão hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, vâng, những tu sĩ quỷ khắp tông khác cũng đều bước lên cầu thang, nhao nhao biến sắc, nghe vậy cùng kêu lên đáp ứng. Lão giả mặt rỗ dương mắt nhìn đám người hàn lập phía trước, cười lạnh một tiếng, bên ngoài thân nổi lên một tầng linh quang, leo nhanh lên. Tốc độ của lão nhanh chóng, Dường như cấm chế trọng lực nơi đây ảnh hưởng không lớn, trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách không ít với những tu sĩ phía dưới, nhanh chóng đuổi theo đám người Hàn Lập. Lúc này bọn Hàn Lập đã leo được 4-500 bậc cầu thang, trong bốn người thì Lãnh Diễm lão tổ và Hùng Sơn hầu như sánh vai cùng nhau đi tuốt ở đằng trước. Hàn Lập cũng không có bắt kịp hai người phía trước, hầu như kề vai sát cánh với Lục Vũ Tình, cách hai người phía trước một đoạn ngắn. Chú ý tới tình huống phía dưới, sắc mặt Lãnh Diễm lão tổ siết chặt, bên ngoài thân hiện ra một tầng tinh quang nhàn nhạt. nhạt. Lập tức tốc độ nhanh hơn một ít, lông mày Hùng Sơn cũng nhíu một cái, không thấy y thi pháp như thế nào, trên người cũng hiện ra một tầng kim mang, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn. Lúc này Lục Vũ Tình đã đổ mồ hôi đầm đìa, ngực không ngừng phập phồng, mỗi một bước, thân thể mềm mại đều run rẩy một chút. Cầu thang này đi lên cao, mỗi lần gia tăng một cấp, uy lực cấm chế trọng lực cũng theo đó gia tăng một tia, mới đầu vẫn còn không cảm thấy gì, nhưng tích lũy đến tận đây, so với từ đầu cường đại không dưới 3 4 lần sắc mặt lục vô tình tái nhợt nhìn hàn lập không xa phía trước ngây ngốc một chút lúc này sắc mặt hàn lập như thường không có vẻ gì là cố hết sức